chương 2740, chiến, một đám phế vật, ngự vô địch không nhịn được trách mắng, tuy năm tiên vương có thể quấy dày đến lăng hàn, nhưng chỉ là quấy dày một chút, tác dụng có hạn. Chỉ có thể dựa vào mình, hắn múa tiên côn, cường thế tiêu diệt, sở dĩ mời sáu tiên vương đồng loạt ra tay, cũng không phải hắn cho là mình trấn áp không được lăng hàn, mà là muốn sáu người này hỗ trợ ngăn cản lăng hàn đào tẩu, cho nên mới lấy nghiêm tiên lộ làm mồi, lừa gạt lăng hàn tiến vào tuyệt cốc này. Bọn họ ngược lại muốn bắt nghiêm tiên lộ, nhưng đối phương có thể trực tiếp đột phá tiên vương, sau đó cường thế giết ra khỏi trùng vây đào tẩu. Kế hoạch là thành công một nửa, thật cùng lăng hàn chiến lên, nhưng sự tình không có tiến triển thuận lợi như trong tưởng tượng. Các người bảo vệ, không nên để cho tiểu tử này chạy trốn. Ngự vô địch lớn tiếng nói, hiện tại năm tiên vương này cũng chỉ có thể làm ra công dụng như vậy. Sắc mặt của năm tiên vương đều khó coi, nhưng không phản bác được, ai bảo bọn họ xác thực không cách nào gánh vác được sát khí của tiên binh chứ. Ngự vô địch toàn lực ra tay, ánh mắt hắn lẫm lấm, quy tắc phảng phất như một bộ phận thân thể của hắn, trong lúc phất tay cũng cực kỳ đáng sợ, lại vung vẩy tiên binh, quả thực chính là một vị chiến thần. Lang Hàn tay phải cầm kiếm, không chút kinh sợ nào mà cùng đối phương cứng đối cứng. Về mặt lực lượng hắn xác thực thua kém rất nhiều, nhưng thể phách mạnh mẽ lại sợ cái lông. Tay trái giật động quy tắc, từng mảng từng mảng lôi đình giật động, hóa thành lôi hải, phong tỏa, ràng buộc không gian, thời gian lưu động lại. Sát lục quy tắc gia trì ở trên tiên ma kiếm, hắn đồng dạng chơi quy tắc. Phải biết, trong cơ thể hắn lạc ấn tiên trùng nhiều kinh người, đều là lấy trăm tính, mỗi một lạc ấn tiên trùng nếu trưởng thành, đều đối ứng một quy tắc đại đạo. Mà đại đạo có hạn, bởi vậy hơn trăm tiên trùng kỳ thực rất nhiều là lặp lại, nhưng có chi tiết không giống, dù sao tiên vương chỉ có 9 tầng, tiên trùng cũng phải diễn hóa 9 lần mới có thể đạt đến trình độ cao nhất. Nắm giữ nhiều lạc ấn tiên trùng như vậy, cũng làm cho Lăng Hàn vận dụng ở trên quy tắc hầu như đạt đến cực hạn. Chính như kế hoạch lúc trước của Lăng Hàn, hắn muốn lấy tinh hoa của vô số lạc ấn tiên trùng, xúc tích ra một tiên trùng hoàn mỹ thuộc về mình, cũng chỉ có tiên trùng như vậy mới có thể chân chính xưng là hoàn mỹ. Dưới ác chiến, Lăng Hàn cảm mộ đối với đại đạo càng sâu, để hắn có một loại kích động không khống chế được tu vi, muốn đột phá. Điều này cũng phản ứng ở trên thân thể của hắn, không ngừng nhảy ra tiên quang, có khí thức của tiên vương đang sôi trào. Hừ, còn vọng tưởng đột phá tiên vương tới giải vây. Ngự vô địch cười gằn coi như ngươi độ kiếp ta cũng chém ngươi xuống hắn cho rằng lăng hàn là cảm thấy không chống đỡ nổi cho nên mới muốn độ kiếp đến hóa giải tình huống nguy hiểm hắn đã quyết tâm coi như lăng hàn độ kiếp cũng phải cưỡng ép chém xuống dù sao không có qua thiên kiếp liền không thể chân chính đạt đến cấp bậc tiên vương lăng hàn cười nhạt đối phương mong muốn đơn phương vậy tùy hắn đi nghĩ như thế nào a à? thế tiến công của ngự vô địch càng mạnh hắn muốn lăng hàn phân thần mà phân thần ở thời điểm đang đột phá vậy tạo thành hậu quả là cực kỳ đáng sợ, không thể đột phá chỉ là chuyện nhỏ, có khả năng cực cao chém tổn thương căn cơ của bản thân. Năm tên tiên vương khác cũng tăng mạnh công kích, bọn họ giống ngự vô địch, cho rằng Lăng Hàn muốn không chịu được nữa. Lăng Hàn cực kỳ thong dong, trong lòng hắn xẹt qua một ý nghĩ, có thể là thời điểm ngưng tụ tiên chủng của mình. Hắn không nhất định phải lập tức xúc tích tiên chủng ra, nhưng có thể thử lấy ra tinh hoa của những lạc ấn tiên chủng kia, bắt đầu đi ra con đường của mình. Sau này, Hắn đạt được càng nhiều tiên trùng mạnh hơn, cũng có thể tiếp tục lấy ra tinh hoa ở trong đó đến tăng lên cấp độ của tiên trùng độc nhất vô nhị kia. Nghĩ như vậy, hắn liền động lòng như lửa, vù trong cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh thiên động địa. Soảng xoảng xoảng, trong óc hết thảy lạc ấn tiên trùng đều sụp đổ, thật giống như hàn băng gặp phải liệt diễm, đang cấp tốc hòa tan. Nhưng ở trung tâm của những lạc ấn tiên trùng này, một lạc ấn mới đang lặng yên hình thành, tuy chỉ là nhất bút nhất họa đơn giản, nhưng tản mát ra khí tức lại chấn động vạn cổ. Oanh, giữa bầu trời đột nhiên có mây đen cuồn cuộn mà đến, chấp giật dày đặc, đang có thiên kiếp hình thành. Cái này quá kinh người, Lăng Hàn rõ ràng vẫn không có hình thành tiên trùng, chỉ là hình thức ban đầu của một lạc ấn tiên trùng, vừa xuất hiện liền để thiên địa thay đổi sắc mặt, muốn hạ xuống lôi đỉnh xóa hắn đi, có thể thấy được lạc ấn tiên trùng này mạnh mẽ cỡ nào. Trên đời không có cái gì tuyệt đối hoàn mỹ, tiên trùng hoàn mỹ, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Trong lòng Lăng Hàn nhảy lên hiểu ra, lạc ấn tiên trùng khác như kiến trúc bị năm tháng ăn mòn, dồn dập tan rã, sụp đổ, mà hình thức ban đầu của tiên trùng ở trung tâm đang lặng yên thành hình. Thời điểm xuất phát tiên lộ, mọi người đều nói, tiên chủng thiên nhiên hoàn chỉnh ở trên cấp độ cao hơn lấy mảnh vỡ hình thành tiên trùng. Thế nhưng, cái này không phải chí lý tuyệt đối, Lăng Hàn đã chiếm được đủ nhiều tiên trùng hoàn chỉnh, lấy tinh hoa ở trong đó, ngưng tụ thành tiên trùng mới, cái này dựa theo lý luận lúc trước mà nói là một loại suy yếu là dùng mảnh vỡ hợp lại. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, hắn chỉ lấy bộ phận tinh hoa nhất, thêm vào cảm ngộ của mình, cái này ngưng tụ thành tiên trùng mới là mạnh nhất. Hiện tại, tiên trùng thậm chí còn không có ngưng tụ thành, nhưng thiên kiếp cũng đã đến, cái này đủ để chứng minh tương lai Lăng Hàn ngưng tụ thành tiên trùng kinh người cỡ nào. Trời xanh đều đang ghen tị. Soảng, một tia chớp bổ xuống, cực kỳ đáng sợ. Không thể để cho hắn vượt qua thiên kiếp, bằng không chúng ta mưu tính liền thất bại. Ngự vô địch lớn tiếng kêu lên, liều mạng, vung vẩy tiên côn tử kim sông vào trong thiên kiếp, muốn ngăn cản lăng hàn đột phá. Tuy năm tiên vương không muốn độ kiếp, nhưng tưởng tượng đến bí mật cất xấu trên người lăng hàn, có thể làm cho sức chiến đấu của chuẩn tiên vương bằng tiên vương chân chính, đây là kinh người cỡ nào. Tâm tham lam của bọn họ làm khó dễ, đều cắn răng một cái, tiếp tục công kích. Soảng, thiên địa bất nhân, đối với người nào cũng công bằng, người muốn quấy nhiễu người khác độ kiếp, vậy liền phải chịu đựng trách phạt tương ứng chỉ thấy sáu đám mây đen gần như cùng lúc đó sinh thành, sau đó thiên kiếp đáng sợ lập tức đánh xuống. chương 2741, thiên kiếp quỷ dị. Sáu đại tiên vương nhất thời sứt đầu mẻ chán, quấy dày người khác độ thiên kiếp, nhất định sẽ bị thiên địa nhầm vào, mình cũng cuốn vào trong đó. Nhưng mình qua thiên kiếp, khẳng định là lấy tu vi của mình làm trụ cột, lăng hàn chỉ là chuẩn tiên vương, nhưng sáu người khác là chân tiên vương, vậy bọn họ qua thiên kiếp uy lực đương nhiên phải càng mạnh hơn. Tuy sáu tiên vương còn đang công kích Lăng Hàn, nhưng uy lực đã nhỏ đi rất nhiều, không ai không đem đại bộ phận tinh lực đặt ở chống đỡ trên thiên kiếp của mình. Cũng còn tốt không có để bọn họ thất vọng chính là, Lăng Hàn qua thiên kiếp cực kỳ khủng bố, bị chấp giật không ngừng phách chúng, dáng dấp vô cùng thê thảm. Tăng sức, sắp giết chết hắn rồi. Sáu đại tiên vương đều tiếp sức cho mình, nhưng bọn họ lại không biết, Lăng Hàn sẽ thảm bại như vậy cũng không phải là hắn thật không địch lại thiên kiếp, mà là hắn đặt càng nhiều tinh lực ở trên tiên chủng ngưng tụ thành lạc ấn. Thiên địa hạ xuống kiếp phạt, kỳ thực không phải muốn đánh chết hắn, mà là quấy rầy hắn ngưng ra tiên trùng này đối với hắn mà nói là hoàn mỹ. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để thiên địa thực hiện được, bởi vậy, hắn thà rằng để cho mình vô cùng chật vật, thậm chí vết thương đầy giấy, cũng phải chăm chú ngưng tụ tiên trùng. Nếu như có người có thể quan sát thức hải của hắn, liền có thể nhìn thấy hết thảy lạc ấn tiên trùng đã tan rã sụp đổ, nhưng những mảnh vỡ này bay múa, có đồ vật lấm ta lấm tấm hiện lên, bay về phía vị trí trung tâm. Ở đây, một lạc ấn tiên chủng mới đang hình thành, nhưng không thuộc về bất luận một loại tiên chủng hoàn chỉnh nào. Lăng Hàn dùng lĩnh ngộ của mình dựng lên, cái này quá non nớt, lĩnh ngộ của mỗi người làm sao có thể so với thiên địa. Thế nhưng, Lăng Hàn không ngừng tiếp xúc qua năng lượng hư tử, đây là lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, mà hắn đã từng làm chúa tể thiên địa, tuy chỉ là cấp bậc chuyển thiên tôn, nhưng dù sao cũng vượt xa tiên vương. Hiện tại hắn lấy hai kinh nghiệm này làm chủ đạo, đi dựng lạc ấn tiên chủng của mình, điều này có thể không kinh người sao. Ngay cả kỷ vô danh cũng không cách nào sánh với hắn, dù sao kiếp trước đối phương chỉ là tiên vương tầng 9, hung hăng đến đâu cũng không thể bước qua giới tuyến này, có hạn chế. Soảng, 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 thiên kiếp vô tình, một đạo so với một đạo lợi hại, mới đầu chỉ muốn quấy giày lăng hàn, nhưng kế tiếp liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Quấy dày không được, vậy liền trực tiếp xóa đi lăng hàn uy lực cực kỳ khủng bố, bước qua ngưỡng cửa tầng 1, nổ đến lăng hàn sứt đầu mẻ chán, quần áo toàn thân đã sớm rách nát, da chóc thịt bong, thậm chí có thể nghe thấy được hương vị thịt nướng. Nhưng khóe miệng của lăng hàn lộ ra nụ cười, hắn biết rõ đây là một cảm bẫy, nhưng còn muốn xông tới, ngoại trừ muốn giết chết khắc thủ ở hậu trường ra, còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, là mượn áp lực của những người này, giúp hắn bước ra một bước mấu chốt nhất. Hắn là loại người áp lực càng lớn, động lực càng lớn, sáu tiên vương phục kích, để hắn có cảm giác nguy hiểm, càng có một loại khó chịu mãnh liệt, muốn thu được thực lực mạnh mẽ, xóa đi những người này. Ở trong thức hải của hắn, lạc ấn tiên trùng càng ngày càng hoàn chỉnh, một luồng khí thức đáng sợ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đây là cấp bậc tiên vương. Nhưng hắn rõ ràng không có bước vào tiên vương, nhưng lại có tư thế của tiên vương, cái này quá kinh người. Chẳng trách thiên địa tức giận như vậy, nhất định muốn xóa đi hắn, bởi vì đây là một khác loại, có tư thế thoát ly thiên địa không chế. Không được, hắn muốn đột phá, ngự vô địch kinh hãi, vung côn càng gấp, hầu như không để ý phòng ngự của mình. Năm tên tiên vương khác cũng liều mạng, nếu không thể ngăn cản lăng hàn, vậy một khi đối phương đột phá tiên vương, bọn họ muốn ngăn cản lăng hàn thoát vây hầu như là chuyện không thể nào. Sáu đại tiên vương tựa như phát điên, sức chiến đấu nổ tung, điên cuồng ầm ầm về phía lăng hàn. Lăng hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, mặc cho sáu đại tiên vương cùng thiên kiếp oanh kích, hắn đã đến thời điểm then chốt, không thể chịu bất luận quấy rối gì, cần hết sức chăm chú. Lạc ấn tiên trùng sắp hình thành, nhưng còn thiếu một tiết điểm, nếu như tiết điểm này thành, thì lạc ấn tiên trùng sẽ hoàn toàn thành hình, không thể dao động, nhưng nếu thất bại, lạc ấn tiên trùng gần hoàn chỉnh này sẽ lập tức tan vỡ. Nguyên bản quá trình này khả năng ở 10.000 năm, một triệu năm thậm chí càng lâu, nhưng lăng hàn ở dưới áp lực như vậy, muốn ở trong ngăn ngắn một hai ngày, thậm chí thời gian càng ngắn hơn hoàn thành. Âm âm âm, nửa ngày trôi qua, Thiên kiếp của sáu đại tiên vương đã bắt đầu tiêu tan, nhưng mây đen trên đầu lăng hàn vẫn dày đặc như cũ, ngừng tụ không tan, chớp giật biên cuồng đánh xuống. Tình cảnh này để sáu người ngự vô địch kinh hãi, không kìm lòng được mà dừng lại công kích. Thiên kiếp không phải chỉ có thể kéo dài nửa ngày sao? Trời cao sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản cường giả xuất hiện, bởi vì sinh linh càng mạnh, liền càng có khả năng ảnh hưởng thiên địa cân bằng. Vì lẽ đó, mỗi khi sinh linh trở nên mạnh mẽ, sẽ có thiên kiếp giáng lâm, ngăn cản đột phá nhưng trời cao cũng lưu lại sinh cơ thiên kiếp chỉ có nửa ngày vượt qua vậy chính là được thiên địa nhận đồng nhưng ở trên người của lăng hàn thiên kiếp làm sao quyết tâm như vậy nửa ngày trôi qua tại sao còn đang loảng xoảng bổ xuống liên tục đây là lăng hàn đắc tội ông trời sao để trời cao cũng nhìn không được thiên kiếp tăng gấp bội bọn người ngự vô địch nhìn lẫn nhau trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết có nên tiếp tục công kích hay không tất cả những thứ này đều quá quỷ dị vạn nhất bọn họ làm tức giận trời cao để bọn họ mỗi ngày độ kiếp, vậy thì như thế nào cho phải? Chúng ta lại ra tay, còn có thể bị thiên kiếp công kích sao? Có một tên tiên vương hỏi, vấn đề này theo lý mà nói rất ngu, người đã cuốn vào thiên kiếp, tương tự kéo dài nửa ngày, vậy khẳng định sẽ kết thúc muộn hơn người độ thiên kiếp, lại làm sao có khả năng bị cuốn vào nữa? Nhưng tình huống của Lăng Hàn là trước đây chưa từng thấy, người quấy giày cũng đã qua xong thiên kiếp, nhưng hắn còn đang độ kiếp. Vậy ai sẽ có kinh nghiệm? hiện tại ra tay có thể lại bị cuốn vào thiên kiếp hay không? Gặp quỷ đi, chương 2742, tiên chủng hoàn mỹ nhất. Chuyện như vậy mà kệ nói cho ai nghe, bảo đảm không có một người sẽ tin tưởng, cho dù người nói lời này là tiên vương, thậm chí là sáu tên tiên vương đồng thời thề. Kháo, có sự tình không hợp thói thường như vậy sao? Ngươi là tiên vương cũng không thể coi chúng ta thành kẻ ngu si a. À. Ngự vô địch tràn ngập đố kỵ, hắn không biết tại sao lăng hàn qua thiên kiếp sẽ thời gian dài như vậy, nhưng thiên kiếp là đố kỵ của thiên địa đố kỵ đến không tiếc vi phạm quy luật tình trạng thiên kiếp không ngừng có thể thấy được lăng hàn ưu tú bất phàm cỡ nào mới sẽ làm cho thiên địa không muốn để cho hắn đột phá hắn nhất định phải ngăn cản giết hắn vung vẩy tiên côn tử kim lần thứ hai giết về phía lăng hàn tiên côn phát uy nổ ra một mảnh ánh sáng màu tím lăng hàn vung tiên ma kiếm lên nghinh tiếp đây chỉ là cử động theo bản năng của hắn uy lực của tiên côn quá lớn ngay cả thể phách của hắn cũng không dám đối cứng nhất định phải chặn. Oanh, kiếm côn tấn công, Lăng Hàn nhất thời bị chấn bay ra ngoài, hoa một hồi, trong miệng phun máu tươi. Năm tên tiên vương khác kinh ngạc phát hiện, thiên kiếp không có lại nhằm vào ngự vô địch. Đây tuyệt đối là phá kỷ lục, ra tay công kích người độ kiếp, bản thân lại không có bị cuốn vào trong thiên kiếp. Tuy trước đó bọn họ đã độ qua kiếp, giết kha năm tên tiên vương cũng giống to, đánh về phía Lăng Hàn, lúc này không ra tay còn chờ khi nào. Lần này, áp lực của Lăng Hàn càng lớn hơn trước tuy sáu tên tiên vương cũng liên thủ công kích nhưng bọn họ phải đặt đại bộ phận tinh lực ở trên chống đỡ thiên kiếp hiện tại khác bọn họ có thể đặt hết tinh lực ở mũi tiến công phải biết bọn họ đều là tiên vương năm tên đều là tu vi tầng một đỉnh cao mà tuy tu vi của ngự vô địch không cao lắm nhưng một tên đế tinh sức chiến đấu cũng không kém bao nhiêu càng có đại sát khí như tiên côn tử kim uy hiếp to lớn lang hàn bị nổ đến thương tích khắp người hiện tại hắn vừa phải đón đánh thiên kiếp còn bị sáu đại tiên vương vây công càng mấu chốt là, hắn còn phải đặt đại bộ phận tinh lực ở trên ngưng tụ lạc ấn tiên trùng. Đây căn bản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng ý chí chiến đấu của Lăng Hàn dâng trào đến trình độ cao nhất, hắn yêu thích khiêu chiến, thích ở trong tình huống không thể sáng tạo kỳ tích. Đùng, 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 dù thần cốt của hắn mạnh mẽ, nhưng ở dưới oanh kích đáng sợ như thế vẫn nứt rời, ra thì tự nhiên đã sớm nát tan, máu tươi che kín toàn thân, cũng tung một chỗ. Hắn bây giờ, trạng thái kém đến trình độ cao nhất, từng cái từng cái xương gãy đâm ra, còn có thể nhìn thấy cốt tủy, bảo đảm thân nhân bằng hữu của hắn cũng không thể nhận ra hắn. Nhưng Lang Hàn không có một chút tuyệt vọng, ngược lại, đấu trí của hắn dâng trào, chiến ý của hắn hát vang, hắn kỳ vọng lạc ấn tiên trùng ngưng tụ thành, đến thời điểm ấy chính là khoảng khắc hắn cường lực phản kích. Hắn triển khai thái trụ vô cực thể, thời gian lưu ra tốc với bản thân, khoảng khắc tức là mấy ngày, mấy chục ngày. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, oanh, thân thể hắn run lên, tiến vào một cảnh giới kỳ diệu nào đó hết thảy đều yên tĩnh lại hắn có thể rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của sáu đại tiên vương biến hóa nhỏ bé hắn phảng phất như nhảy ra vùng thế giới này thành một người ngoài cuộc hắn nhìn thấy thời gian trường hà ở trước mặt mình uốn lượn triển khai dẫn tới tương lai liên tiếp quá khứ thế nhưng có lực lượng thần bí phong tỏa hắn không thể qua sông cũng không thể dọc theo bờ sông mà đi tìm hiểu lịch sử thăm dò tương lai hắn chỉ có thể hạn chế ở dưới trạng thái này ở trong không gian này. Thời gian bất động, lang Hàn nhìn trời, đây là thần thức của hắn giật động, chỉ thấy chấp giật đánh xuống, nhưng tốc độ chậm đến mức độ giận sôi, một tức thời gian chỉ có thể hạ xuống không đủ một tấc. Trong lòng hắn bay lên hiểu ra, trước ở trên lạc ấn tiên trùng thêm một bút, chính là hắn lĩnh ngộ đối với quy tắc thời gian, mà hắn lại phát động thái trụ vô cực thể, thật giống như chạm đến một loại ý cảnh kỳ diệu nào đó. Không phải thời gian bất động, mà là thần hồn của hắn vận chuyển vượt qua thời gian bản thân, vì lẽ đó, hắn không nhúc nhích được thân thể, nhưng thần hồn thật giống như siêu thoát rồi. Hắn có loại kích động, muốn để thần hồn thoát ly thân thể, như vậy thần hồn của hắn liền có thể không bị ràng buộc mà ngao du trong thiên địa, không bị hạn chế của bất luận quy tắc gì, không bị bất luận nhân vật mạnh mẽ gì ràng buộc. Nhưng hắn lập tức đè xuống kích động như vậy, thần hồn dựa vào thân thể, mất đi thân thể, linh hồn cũng rất nhanh héo tàn. Hắn tâm thần căng thẳng, chăm chú trên lạc ấn tiên trùng. Lúc này, hắn có thể chân chính chăm chú trên ở lạc ấn tiên trùng. Một bút lại một bút, mỗi khi hắn có lĩnh ngộ, lạc ấn tiên trùng sẽ hoàn thiện một ít, ở trong thức hải của hắn dường như bảo tháp lưu ly, diệu chiếu tứ phương. Một năm, mười năm, trăm năm, thời gian như thoi đưa, khi đi tới hơn bảy trăm năm, tia chớp kia rốt cục bổ xuống, bị lăng hàn vung vẩy tiên ma kiếm chém tan, mà sáu đại tiên vương công kích. Hắn đoán chừng, e là còn phải sáu năm nữa mới có đạo công kích thứ nhất đánh tới. Hắn tiếp tục làm chuyện của mình, Phảng phất như một sát na tức là vĩnh hằng. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, Lăng Hàn đột nhiên cảm giác thân thể buông lỏng, một luồng lực lượng kỳ dị dâng lên, quy tắc thiên địa ở trước mặt hắn hoàn toàn thực hóa, phảng phất như hắn có thể tiện tay liền hái một đạo, hóa thành vũ khí của mình. Tiên vương cảnh, chỉ có tiên vương mới có thể dùng quy tắc hạ bút thành văn, nhưng hắn rõ ràng không có bước vào tiên vương, tại sao nắm giữ khả năng của tiên vương chân chính? Tinh thần hoảng hốt, hắn ngã ra trạng thái này, nhất thời thời gian lưu khôi phục bình thường, oanh, sáu đại tiên vương công kích điên cuồng oanh đến. Oanh, bụi mù tràn ngập, hóa thành đám mây hình nấm phóng lên trời. Chết, lực lượng kinh khủng phun trào, sáu đại tiên vương dừng lại công kích, hiện tại dư âm rung động quá mức lợi hại, bọn họ cũng không dám vì tiện xông vào. Tiểu tử này đột nhiên choáng váng một hồi, hưm, nếu không thì, một đòn cuối cùng của chúng ta không hẳn có thể thực hiện được. Sáu tên tiên vương đều nói, trước lăng hàn đột nhiên dại ra một hồi, kết quả bị bọn họ oanh vững vàng, cái này cực kỳ quỷ dị. Có thể là một cái bẫy hay không? Có tiên vương nói, chương 2743, nghiền ép tiên vương. Người cũng quá lo xa rồi, bẫy dập gì sẽ để mình bị sáu đại tiên vương oanh kích. Ngự vô địch cũng ngử lạnh, hắn là thanh thanh sở sở, lấy tiên côn tử kim đánh vững vàng, tiên binh là lực phá hoại cỡ nào, bị nổ chúng ngay cả tiên vương cũng chết, huống chi chỉ là một chuẩn tiên vương còn đang độ kiếp. Chết chắc rồi, khẳng định đã chết, không thấy thiên kiếp cũng đã dừng lại sao? Điều này làm cho sáu đại tiên vương đều gật đầu đồng ý, Lăng Hàn có thể lừa dối bọn họ, nhưng tuyệt đối không thể lừa dối được thiên địa, hiện tại thiên kiếp đột ngột ngừng lại, đó chỉ có thể nói một chuyện. Lăng Hàn đã chết, bọn họ đều đang đợi, chỉ cần dư âm lực lượng hơi giảm bớt một chút, bọn họ sẽ vọt vào, khám xét lấy thần hồn của Lăng Hàn, chỉ chút thời gian như vậy, lấy khả năng của tiên vương tuyệt đối có thể dễ dàng tụ tập thần hồn phiêu tán. Âm, um, đúng lúc này, chỉ thấy một ngọn lửa đột nhiên phóng lên trời cháy hừng hực dù cách thật xa cũng có thể cảm giác được nóng rực mãnh liệt đây là sáu đại tiên vương đồng thời trầm ngâm sau đó biến sắc dục hỏa trùng sinh của bộ tộc tiên hoàng một luồng khí tức đáng sợ sôi trào chỉ thấy một bóng người từ trong ánh lửa đi ra thon dài cũng không khôi ngô nhưng tản mát ra khí thế lại bá đạo tuyệt luân phảng phất như một vị thiên đế lang hàn ý tứ không tốt để mọi người đợi lâu lang hàn đã thay quần áo mới dưới dục hỏa trùng sinh Vết thương trên người hắn tự nhiên diệt hết, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Kỳ thực vừa nãy hắn không cần chết, nhưng lại có một loại cảm giác không tên, mình cần bỏ đi thai cũ. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn dục hỏa trùng sinh, rất không giống nhau, Lam Hàn chỉ cảm thấy thân thể đặc biệt nhẹ nhõm, đại đạo trở nên cực kỳ rõ ràng, phảng phất như hắn chính là đạo, một bộ phận của thiên địa, muốn công kích kẻ địch, hắn trực tiếp nắm lên một chi đại đạo đập tới, chém qua, cắt qua, không có gì bất diệt. Mà muốn phòng thủ hắn có thể hòa vào đại đạo, mặc ngươi công kích mạnh mẽ làm sao? ta tức là đạo, ngươi làm khó dễ được ta sao? đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác, tiên vương đều có năng lực như vậy. nguyên nhân xem ai nắm giữ đại đạo càng nhiều, càng mạnh hơn. cần phải biết rằng, lăng hàn còn không phải tiên vương. đáng chết, hắn đột phá. một tên tiên vương cắn răng nói, không đúng, ngự vô địch mở to mắt, không có thiên địa gì tưởng xuất hiện, tiên vương đắc đạo. Thiên địa sẽ có phản ứng, dáng lành vô số, mùi thơm ngát đầy trời. Nhưng tất cả những thứ này đều chưa từng xuất hiện, thiên kiếp của hắn không giống bình thường, thiên địa phản ứng cũng không giống. hừm, người này yêu dị, không thể tính toán theo lẽ thường. Tiên vương khác cũng dồn dập nói, Lăng Hàn nhất định đột phá tiên vương, bằng không làm sao có khả năng tỏa ra khí tức của tiên vương? Lại nói, nếu không đột phá, vừa nãy vì sao lại có thiên kiếp giáng lâm? Cho rằng thiên kiếp là nô tài nhà mình? có thể hô đến gọi đi bọn họ đều lắc đầu lăng hàn đột phá tiên vương sức chiến đấu tự nhiên tăng vụt coi như sáu người bọn họ liên thủ cũng rất khó không hẳn là không cách nào ngăn cản thời điểm tiểu tử này ở chuẩn tiên vương liền mạnh mẽ như vậy thành tựu tiên vương khẳng định càng thêm đáng sợ lăng hàn tập trung sáu đại tiên vương lộ ra sát khí nồng nặc các ngươi đều rửa sạch cổ chờ chết chưa ngươi cũng chỉ là vừa bước vào tiên vương có cái gì hả hê một tên tiên vương nhìn về phía lăng hàn khiển trách xèo, thân hình của Lăng Hàn thoát ra, lực lượng kinh khủng phát động, trong nháy mắt hắn liền đến trước người tên tiên vương kia, tay trái nắm lên một nhánh đại đạo, quấn quanh ở nắm đấm đánh tới. Cú đấm này, nhanh vô cùng, tên tiên vương kia tự nhiên cũng không phải ngồi không, hơn nữa đã sớm có chuẩn bị, tự nhiên không thể dễ dàng trúng chiêu, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, ngang, âm thanh hóa thành sóng âm cuồn cuộn, hắn cũng nắm lên một nhánh đại đạo phản kích về phía Lăng Hàn. Oanh, dưới một đòn, tên tiên vương kia bị đánh bay ra ngoài, trong tiên thể tỏa ra ánh sáng, cái này không phải là hắn muốn phát huy, mà là thân thể bị nứt ra, mới dẫn đến tiên quang lan tràn. Tiên vương khác thấy thế đều kinh hãi, ngay cả ngự vô địch cũng con mắt căng thẳng. Trước tuy lăng hàn tuyệt sát qua tiên vương, nhưng luôn mang theo thành phần đánh lén, đánh người ta chưa sẵn sàng. Nhưng lần này không giống, lăng hàn từ chính diện tiến công, đường đường chính chính, hơn nữa cũng không có dựa vào tiên binh. Một quyền liền đánh nứt thân thể của một tên tiên vương, tuy không chết, không thể so với tuyệt sát, nhưng vẫn khủng bố như cũ. Làm sao có khả năng sức chiến đấu sẽ mạnh như vậy? Lăng Hàn hết sức hài lòng, hắn hoạt động hai tay một chút, chỉ cảm thấy lực lượng tràn ngập, khí huyết sôi trào, thoải mái không nói ra được. Hắn bây giờ cách tiên vương chỉ kém để lạc ấn tiên chủng chân chính hóa thành tiên chủng, nhưng bởi vì hắn cảm thấy lạc ấn tiên chủng của mình còn cần hoàn thiện một ít, cho nên mới không có vội vã đi đột phá. Hiện tại sinh mệnh lũy thừa của hắn đại khái ở 5.600 điểm, đủ để nghiền ép đại bộ phận tiên vương tầng 1. Mà một khi chân chính đột phá, Lăng Hàn phỏng trừng sinh mệnh lũy thừa của mình sẽ đạt tới 6.800, 6.900, thậm chí tiếp cận 7.000. Trước tiên cầm đầu người của ngươi đến tế, Lăng Hàn múa tiên ma kiếm giết tới, hắn muốn chém đi đầu của tiên vương bị thương kia. Giúp ta, tên tiên vương kia vội vã kêu to, âm thanh sợ hãi. Hắn chưa từng có gặp phải tình hình nguy hiểm như vậy, rõ ràng đều là tiên vương tầng 1, hắn nhưng không phải đối thủ. Nếu như hắn biết, kỳ thực Lăng Hàn vẫn là chuẩn tiên vương, phỏng chừng có thể nôn ra một ngụm máu. Năm người ngự vô địch vội vã ra tay giúp đỡ, bọn họ còn ôm ấp một chút hy vọng, muốn lại thử liên thủ, có thể trấn áp Lăng Hàn hay không. Nhưng bọn họ lập tức biết cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là sức chiến đấu vô cùng. Lăng Hàn căn bản không thể ngăn cản, tay trái điều khiển quy tắc, một nhánh đại đạo trấn áp tới bọn họ, cực kỳ khủng bố, mà tay phải thì giật động tiên ma kiếm, chặt đứt không gian, thời gian, tất cả quy tắc Ngự vô địch đố kỵ đến phát rồ, hắn là đế tinh, lẽ ra nên vừa đột phá liền nắm giữ sức chiến đấu tiên vương tầng một đỉnh phong, mà sau khi vững chắc cảnh giới, hắn thậm chí có thể chiến tiên vương tầng 2. chương 2744, chạm cuối cùng thượng. Nhưng bây giờ thì sao, thời điểm hắn độ thiên kiếp bị lăng hàn quấy dày, ngay cả vững chắc cảnh giới xong, sức chiến đấu hiện tại cũng chỉ là tầng một đỉnh cao, căn bản không hợp thân phận đế tinh của hắn. Thêm chốt là, thời điểm lăng hàn độ thiên kiếp đồng dạng bị quấy giày nhưng sức chiến đấu vững vàng đạt đến tầng một đỉnh cao, sau khi vững chắc, dễ dàng ngang hàng tiên vương tầng 2. Người nói, hắn có thể không đố kỵ sao, lăng hàn cường thế đánh giết tiên vương bị thương kia, sau ba quyền, tên tiên vương kia liền vô lực phản kháng, lại bị một kiếm cắt qua, đầu thoát ly thân thể, cao cao bay ở giữa không trung. Nhất thời, thiên địa đau buồn, mưa máu rồn rập. Lăng hàn tay cầm tiên ma kiếm, biểu hiện lãnh khốc. Năm đại tiên vương đều hoảng hốt, năm người bọn họ liên thủ ngăn cản, nhưng vẫn để cho lăng hàn nhẹ nhõm giết chết tên tiên vương kia điều này có ý vị gì nếu như lăng hàn muốn nhằm vào bọn họ hạ thủ bọn họ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi ý nghĩ như thế vừa sinh cả người bọn họ liền chảy mồ hôi lạnh chết ai cũng không muốn đặc biệt là tiên vương cao cao tại thượng khác nào bản thân thiên địa bọn họ nhìn lẫn nhau đột nhiên cùng nhau xoay người bỏ chạy bọn họ không dám muốn bí mật trên người lăng hàn nữa người này yêu nghiệt không cách nào hình dung đừng có ý đồ với hắn mới tốt. Nào có chuyện tình tốt như vậy, Lam Hàn lạnh lùng nói, tay trái thỏ ra, không gian đại đạo đã bị hắn nắm giữ, đồng thời quấn qua năm đại tiên vương. Giang buộc, nhất thời, năm đại tiên vương đều xứng người lại, không cách nào tiếp tục tiến lên. Nhưng ngự vô địch hét lớn một tiếng, tiên côn tử kim phát huy, hắn không thể ngăn cản, lập tức thoát vây. Nhưng hắn căn bản không có tâm tư quản những người khác, lập tức vung côn mà đi. Ngự vô địch, tứ đại tiên vương đều giống to, nhưng ngự vô địch chỉ làm như không nghe thấy, đi càng nhanh hơn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nhưng không đuổi. Ngự vô địch là chạy trời không khỏi nắng, nhưng hắn sẽ ở không lâu sau đó rời tiên lộ, vì lẽ đó vẫn là trước tiên giải quyết bốn tên tiên vương này. Giết, hắn múa tiên ma kiếm, kiếm khí ngang dọc, kinh trói trời cao. Liều mạng với hắn, bốn tên tiên vương đều bắn ra đại chiêu, khí huyết ngút trời, bọn họ tạm thời thoát vây, sức chiến đấu lại còn tăng vụt một đoạn dài đây là bọn hắn trả cái giá cực lớn đổi lấy chiến lược tăng vọt nhưng tuyệt đối không thể kéo dài hơn nữa sau này còn có thể có tác dụng phụ rất lớn lang hàn không để ý chút nào hắn khống chế đại đạo các loại quy tắc ở trong tay hắn tùy ý vận chuyển tiên ma kiếm phát sáng có từng cái lạc ấn đang hình thành đây là hắn đang rèn đúc tiên ma kiếm để nó trở thành tiên khí chân chính một người đánh tứ đại tiên vương lại còn có thời gian rảnh rèn đúc tiên khí cái này nói ra cũng không có ai tin tưởng kia là cái tiên vương gì cũng quá yếu a à. nhưng sự thực chính là như vậy chỉ mười mấy chiêu mà thôi thì có một tên tiên vương bị kiếm xuyên thấu chán phá thức hải tinh huyết đều bị tiên ma kiếm hấp thu thành một bộ thi thể lăng hàn chịu uy không thể ngăn cản tam đại tiên vương còn lại đều ngơ ngác tiên vương trong lúc đó có mạnh yếu đây là thật sự nhưng tiên vương muốn chạy cũng có thể hoàn toàn không lo trừ khi có cảnh giới khoảng chừng ba tầng áp chế nhưng mà ở trước mặt lăng hàn bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có biết sớm như vậy bọn họ như thế nào đi đánh chủ ý lăng hàn nhưng hiện tại hối hận đã chậm coi như bọn họ xin tha lăng hàn lại sẽ bỏ qua cho bọn họ sao bọn họ chỉ có thể dốc lực chiến một trận tiên vương tự nhiên có tôn nghiêm của tiên vương ba tên tiên vương đều bùng nổ ra bí thuật mạnh nhất trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng để cục diện hòa nhau không ít có thể thành tựu tiên vương đương nhiên đều là thiên tài trong thiên tài trong 10.000 thăng nguyên cảnh cũng chỉ khả năng xuất hiện một tên tiên vương, có thể thấy được thành tựu tiên vương khó khăn, mà một khi trở thành tiên vương, sức chiến đấu cũng vô cùng cao. Tam đại tiên vương đều cực điểm thăng hoa sức chiến đấu, gầm dữ dội như lôi, cho dù chết, bọn họ cũng muốn kéo lăng hàn chịu tội thay, đây là tôn nghiêm của tiên vương. Đáng tiếc, bọn họ thần dũng chỉ là phù dung chớm nở, thực lực chênh lệch quá to lớn, làm sao có khả năng thực hiện. Lăng hàn cường thế tiêu diệt, chỉ mấy trăm chiêu mà thôi, tam đại tiên vương liền từng cái chém đầu. Hắn tắm rửa máu tiên vương, con mắt khép hờ, lắng lại sát ý trong lòng. Chạy trốn một ngự vô địch, để hắn cảm giác tiếc nuối, nhưng không quan trọng lắm, trừ khi ngự vô địch sẵn lòng cả đời ở trên tiên lộ, bằng không coi như hắn cả ngày ôm bắp đùi của cha hắn, vậy cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn rất nhanh thả xuống tiếc nuối như vậy, chăm chú tiên chủng trong thức hải. Không có bước vào tiên vương, liền để hắn nắm giữ sức chiến đấu tầng một đỉnh cao trở lên, chất lượng của tiên chủng này cao đã không cách nào hình dung. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, lại tiếp tục mở hai mắt ra, đi về phía hẻm núi bên ngoài. Chờ ra hẻm núi, hắn phát ra tiếng hú bảy ngắn ba dài, chỉ chốc lát, các nàng nữ hoàng từ phương xa bay vụt tới. Tình huống làm sao, nữ hoàng hỏi, nàng không thèm để ý Lăng Hàn có cứu được nghiêm tiên lộ hay không, chỉ cần bản thân Lăng Hàn không việc gì là được. Lăng Hàn gật gù, đây là một cái chồng, làm thịt sáu tiên vương, có điều để ngự vô địch chạy trốn, Ồ, người thật giống như có chút không giống. Hổ nữ kỳ quái nói, dùng mũi không ngừng ngửi Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, ta ngưng tụ thành lạc ấn tiên chủng của mình, tuy vẫn không có đạt đến trình độ hoàn mỹ cao nhất, nhưng sức chiến đấu tăng lên vô số lần. Ba người nữ hoàng đều lộ ra vẻ động tâm, tuy các nàng không nhìn thấy Lăng Hàn phát huy, cũng đã có sáu tên tiên vương bị Lăng Hàn chém xuống, cái này còn chưa đủ châu bò. Nếu cũng phải đột phá, hổ nữ lớn tiếng kêu lên, nàng ước ao không thôi. Lăng Hàn gật đầu, có thể trước tiên ngưng tụ thành lạc ấn tiên chủng, chỉ cần không cho tiên chủng này mầm là tốt rồi, vẫn có thể bất cứ lúc nào bổ sung tiên chủng đến càng thêm hoàn mỹ. Vậy liền ở ngay đây trước tiên nghỉ ngơi một quãng thời gian. Bọn họ cũng không có về hoán vân thành, ở phủ cận tìm chỗ nghỉ chân, bốn người đều rong chơi ở trong đại đạo. chương 2745, chạm cuối cùng hạ. Lăng Hàn củng cố lạc ấn tiên chủng của hắn, hắn mỗi ngày đều có hiểu ra, nếu không thành tiên vương là không cách nào lấy truyền tống trận ở trung tâm tiên lộ rời đi, hắn cũng không muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Trên tiên lộ chỉ là ngưng tiên trùng, có lượng lớn tiên vương kỳ thực chỉ là ở trên tiên lộ ngưng tụ thành lạc ấn tiên trùng, sau khi rời tiên lộ, lại bỏ ra mấy chục triệu năm, thậm chí hơn trăm triệu năm mới đột phá. Nhưng hiện tại Lăng Hàn không có thời gian theo đường cũ lui ra, chỉ có thể đi truyền tống trận trung tâm tiên lộ, vậy yêu cầu nhất định phải thành tựu tiên vương. Bọn họ đều có thái trụ vô cực thể, đây đối với tu luyện trợ giúp quá to lớn, chỉ 11 năm trôi qua, nhu yêu nữ liền trước tiên đột phá, thành tiên vương thứ nhất trong bọn họ, sinh mệnh lũy thừa lập tức tiêu thăng đến khoảng chừng 5.600 điểm, trở thành cao thủ thứ hai trong bọn họ. Không qua mấy năm, tiểu khủng cũng đột phá, trở thành đại thú cấp tiên vương. Có điều, tùy tiểu gia hỏa đột phá, nhưng cũng cử tử nhất sinh, thiên địa kiếp phạt vượt qua cấp bậc tiên vương bình thường, thậm chí sắp muốn đạt đến tầng 2, phách đến tiểu gia hỏa suýt chút nữa hồn phi phách tán. Coi như ngõ lý cải tiến gen của tiểu khủng, nhưng thời điểm đang đột phá vẫn bị thiên địa của tiên vực nhầm vào, nhưng cũng bởi vì bị cải tiến cho nên mới chịu đựng qua được. Lại hai mười mấy năm trôi qua, nữ hoàng, hổ nữ đều hình thành lạc ấn tiên chủng chỉ thuộc về mình, sức chiến đấu nhất thời tăng vụt một đoạn dài, hầu như đều ở khoảng chừng năm ngàn năm. Như vậy, đội ngũ của bọn họ liền thật đến tất cả đều là sức chiến đấu cấp tiên vương, hơn nữa còn có thể nghiền ép hầu như tất cả tầng một xuất phát, bọn họ bước về phía khu vực trung tâm của tiên lộ, nơi này cất dấu tuyệt thế cơ duyên, có một viên tiên chủng hoàn mỹ, thậm chí có biện pháp có thể làm cho thổ dân rời đi tiên lộ, đầy đối với tiên vương nơi này mà nói, mê hoặc vô cùng. Thế nhưng, cái khu vực này có người nói nguy hiểm tầng tầng, trước cũng ít có người từ nơi này rời tiên lộ, đại bộ phận người thậm chí không có vượt qua biển, thời gian gần đủ liền từ đường cũ trở về ra ngoài. Bọn người lăng hàn một bên chạy đi, một bên vững chắc cảnh giới, củng cố lạc ấn tiên trùng, hơn 70 năm sau, bọn họ liền đến trung tâm nhất tiên lộ, cũng là khối khu vực cuối cùng. Nơi này được gọi là Thánh Thành, thật có một tòa thành thị vô cùng lớn, nhưng đã sớm hóa thành phế tích, ở chính giữa thành thị có một cửa truyền tống, có thể từ chỗ đó rời tiên lộ. Dĩ vãng, xuyên qua thành thị là điều chắc chắn, tuy trong phế tích có dã thú cấp tiên vương qua lại, nhưng cần sử dụng cửa truyền tống đều là tiên vương, cho dù không bịt lại, nhưng muốn mượn con đường rời đi lại không khó. Nhưng mà, lần này tình huống liền không giống trong mảnh phế tích này đột nhiên nhiều hơn rất nhiều kiến trúc hoàn chỉnh, cũng mở rộng mười mấy lần, những kiến trúc mới xuất hiện này là hoàn chỉnh, hơn nữa còn có cấm chế đáng sợ, ngay cả tiên vương tầng 3 cũng phải kiêng kỵ. Thậm chí còn có một chút thực vật, cực kỳ thần dị, có khó lường chi uy. Có người nói, biện pháp rời tiên lộ mà những tiên vương tha thiết ước mơ kia ở trong đó, bởi vậy nơi này cũng thành chiến trường của những tiên vương, mọi người đều chiếm cứ địa bàn, từng bước đẩy mạnh, có người nói mỗi một bước đều là dùng máu tươi liều ra. Đến lúc này, muốn quay về đường cũ đã là chuyện không thể nào, bởi vậy người ngoại lai cũng chỉ có ở đây thành tựu tiên vương, nỗ lực giết tới trung tâm phế tích, dùng cửa truyền tống rời đi. Bốn người lăng hàn dừng bước lại, đánh giá thành thị phía trước này. Mấy kỷ nguyên tới nay, nơi này đều là phế tích, nhưng hiện tại có lầu cao vụt lên từ mặt đất, xa hoa, càng có ánh sáng thần bí bao phủ, lộ ra cao quý. Bốn vị, mượn một bước nói chuyện, chỉ thấy một người cười khanh khách từ trong thành đi ra, thành này không có tường, kiến trúc phụ cận lại bị phá hủy tảng lớn, người này kỳ thực là ngồi ở trên một bức tường thấp, nhìn thấy bốn người lang hàn mới nhảy xuống. Đây là một đàn ông tuổi trung niên, nhìn qua hòa hòa khí khí, mặt tươi cười. Chuyện gì, lang hàn hỏi, tại hạ triệu tuyết long, gặp qua bốn vị, người này đi tới liền vái chào cái câu không ai đánh mặt người cười, huống hồ người ta cũng không có trái lễ tiết gì. Lang Hàn cười cợt, chuyện gì, bốn vị nhất định là muốn mượn dùng truyền tống trận nơi này, quay lại tiên vực chứ. Triệu Tuyết Long khẽ mỉm cười, ánh mắt của hắn chủ yếu ngưng ở trên người Nhu Yêu nữ, bởi vì hắn phát hiện chỉ có trên người của Nhu Yêu nữ mới quấn quanh màu sắc đặc biệt, ba người kia lại chỉ là truyền tiên vương mà thôi, tự nhiên là thủ lĩnh trong đoàn người này. Hắn hơi dừng lại một chút, hiện tại, trong phế tích xuất hiện biến hóa to lớn, nhìn thấy từng tòa từng tòa lầu cao hoàn chỉnh kia không? Phía trên đều che kín cấm chế, uy lực vô cùng, ngay cả tiên vương cũng phải cau mày. Hắn lại chuyển đề tài, chỉ vào một dây leo màu tím xa xa nói. Còn có loại thực vật đột nhiên xuất hiện này, tương tự cực kỳ đáng sợ, có tiên vương bị cuốn lấy, bị ép tự đoạn tay chân mới có thể thoát phây. Hơn nữa, nơi này còn có cơ duyên lớn xuất thế, làm cho tất cả mọi người đều dục già dục dịch, nếu ai là một người một ngựa giết vào, chỉ có khả năng bị nhiều thế lực nghiền ép đến tan xương nát thịt. Triệu tuyết long lộ ra một nụ cười, vì lẽ đó, tại hạ ý kiến cho mấy vị đại nhân, chính là hợp tác cùng chủ thượng nhà ta, cùng một chỗ giết vào trung tâm phế tích, theo như nhu cầu mỗi bên muốn. Hóa ra là cái thuyết khách, Lăng Hàn cười ha ha, ta thế nào cảm giác bốn người chúng ta là binh cường mã trắng hoàn toàn có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đây. Sắc mặt của Triệu Tuyết Long không khỏi tối sầm lại, hắn không nghĩ tới ra mặt của Lăng Hàn lại dày như vậy, hắn ho khan một hồi nói. Các hạ, vừa nãy ta đã nói rất rõ ràng, nơi này chỉ là lầu cao, thực vật đột nhiên nhô ra cũng đã cực kỳ khó chơi, huống chi còn có vô số tiên vương đang tranh đấu. Ngài phải biết, hiện tại ở đây chủ trì đại cục, đều là tiên vương tầng 3. Hắn còn cố ý dừng lại một chút, ý nghĩ là có nghe hay không, tiên vương tầng 3, kia là tồn tại cường đại khí phách cỡ nào, người một chuẩn tiên vương dựa vào cái gì đi tranh giành. chương 2746, phế tích quỷ dị. Lăng Hàn cũng có ý dẫn hắn, không sao, chúng ta chỉ là mượn đường, tin tưởng không có vị tiên vương nào sẽ làm khó chúng ta. Đại nhân, đại nhân triệu tuyết long thế mới biết mình nhìn lầm nam nhân này mới là người quyết định hắn vội vã thay thái độ càng thêm cung kính không dối gạt đại nhân hiện tại bên trong phế tích này từng cây thực vật kia sẽ tỏa ra ánh sáng quái lạ cắt giảm sức chiến đấu của bản thân rất lớn thế nhưng trong những lầu cao hoàn chỉnh kia lại có thể chống đỡ ánh sáng áp chế sức chiến đấu của thực vật vì lẽ đó muốn đi vào phế tích này nhất định phải chiếm lĩnh từng tòa từng tòa lầu cao coi đây là nơi đóng quân chậm rãi đẩy mạnh Chủ thượng nhà ta đã chiếm cứ 17 lầu cao, tiếp cận phần cuối khu vực thứ nhất, có thể xếp vào trận doanh thứ nhất. Bốn vị đại nhân, kính xin suy nghĩ kỹ. Lúc này Triệu Tuyết Long mới nói ra một chút tư liệu mang tính then chốt, để bốn người lăng hàn hơi kinh hãi, hóa ra trong mảnh phế tích này còn có chuyện như thế. Kính xin bốn đại nhân gia nhập trận doanh của chủ thượng, cộng thắng tương lai. Triệu Tuyết Long lại nặng nề vái chào, lăng hàn nhìn về phía ba nữ một chút nói. Trước tiên đi xem tình huống đi, Ba nữ đương nhiên sẽ không phản đối, dồn dập gật đầu. Triệu tuyết long đại hỉ, vội vã làm một tư thế mời khách. Bốn vị đại nhân xin mời, hắn ở trước mặt dẫn đường, dẫn bốn người tiến vào phế tích. Đi vào, bốn người lăng hàn lập tức cảm giác được một luồng lực lượng quỷ dị kéo tới, cúi đầu xem, trên người bọn họ không ai không che lại một tầng hào quang màu tím, dịu dàng như bảo ngọc, nhìn qua cực kỳ tuyệt vời, nhưng thật giống như cho toàn thân bọn họ một tầng ràng buộc, ảnh hưởng sức chiến đấu của bọn họ rất lớn. Mà mỗi khi đi qua từng giây từng phút, tầng ánh sáng tím này sẽ trở nên thâm hậu một ít, cũng làm cho áp lực của bọn họ càng lúc càng lớn. Sức chiến đấu phỏng chừng chỉ có thể phát huy ra một thành, đại bộ phận lực lượng đều đang đối kháng với ánh sáng tím. Triệu Tuyết Long nhìn ở trong mắt nói, bốn vị đại nhân, lần này tin tưởng tại hạ không nói ngoa chứ. Hả hê cái gì, hổ nữ hừ một tiếng, một cước đạp tới. Oanh, Triệu Tuyết Long nhất thời ngã gục, mặt đụng đất cái rắn chắc. Hắn vội vã bỏ dậy, hai mắt trợn lên, Giận dữ nhìn hổ nữ, nhưng nghĩ tới hổ nữ tản mát ra khí thế xa xa ngựa trị ở trên mình, tức giận nhất thời tan thành mây khói. Nói cho cùng, ai bảo hắn miệng tiện chứ? Hắn đàng hoàng ở phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát, phía trước xuất hiện một tòa lầu cao hoàn chỉnh, bốn phía còn có người bảo vệ, nhìn thấy Triệu Tuyết Long, bọn họ mới hơi buông lòng. Lão Triệu, lần này rất ra sức A, à, mời đến bốn vị, ba vị chuẩn tiên vương, một vị tiên vương đại nhân. Có người nhìn về phía Triệu Tuyết Long kêu lên triệu tuyết long ngoài cười nhưng trong không cười hơi co rúm khóe miệng xem như đáp lại lăng hàn nhìn kỹ chỉ thấy bốn phía lầu cao có một tầng ánh sáng bao phủ nhưng không phải ánh sáng tím mà là một tầng ánh sáng dịu dàng để nó thật giống như độc lập ở ngoài thế giới này bọn họ tiến vào người bên trong đương nhiên sẽ không ngăn cản mà sau khi đi vào ánh sáng tím trên người bọn họ cấp tốc tiêu tan chỉ một hai hô hấp mà thôi bọn họ liền khôi phục hoàn toàn sức chiến đấu bốn người lăng hàn đều gật đầu chẳng trách những tiên vương muốn từng bước đẩy mạnh ven đường chiếm lĩnh từng tòa từng tòa lầu cao đi tới khu vực trung tâm bởi vì nếu không như vậy đến nơi này bọn họ liền không chịu được nữa mời theo tại hạ đến dương đại nhân đã nhận được tin tức chuẩn bị tiếp kiến bốn vị đại nhân triệu tuyết long nói đây là một lầu cao bảy tầng hiện tại bọn họ ở tầng thứ nhất ở dưới dẫn dắt của triệu tuyết long bọn họ rất nhanh đi tới tầng thứ bảy vừa ra cầu thang liền nhìn thấy một tên nam tử đang bệ vệ ngồi gặp bốn người tới cũng không đứng lên đến chỉ gật gù nói bản tọa dương cương ánh mắt của hắn chỉ nhìn nhu yêu nữ phảng phất như ba người lăng hàn căn bản không tồn tại cái này cũng có thể thông cảm được bởi vì chỉ có trên người của nhu yêu nữ mới quấn quanh một đạo màu sắc đặc biệt ba người lăng hàn thì không hề có gì tượng sau khi trở thành tiên vương thiên địa đại đạo quấn quanh có màu sắc đặc biệt hiện ra đây là tiêu chí rõ ràng nhất của tiên vương vì lẽ đó dương cương một chút liền có thể nhìn ra lăng hàn nữ hoàng hổ nữ chỉ là chuẩn tiên vương mà thôi. Cho dù bọn họ tản mát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, hầu như chính là tiên vương. Nhu yêu nữ lập tức lộ ra vẻ không vui, chỉ vào lăng hàn nói. Vị này chính là phu quân của ta, mà hai vị này là hảo tỉ muội của ta. Dương Cương hơi kinh ngạc, lấy điều kiện của nhu yêu nữ hoàn toàn có thể tìm một vị tiên vương tầng 3 thậm chí càng mạnh hơn làm đạo lữ, sao hạ mình với một chuẩn tiên vương. Hắn nghĩ một hồi, nhất thời bừng tình đi tới nơi này vẫn không đột phá tiên vương vậy cơ bản là nhằm về phía tiên chủng hoàn mỹ mà muốn nhận được loại tin tức này bối cảnh khẳng định kinh người bởi vậy một vị tiên vương chịu lấy cũng hợp tình hợp lý trong lòng dương cương đố kỵ hắn làm sao sẽ không có một đạo lữ cấp tiên vương chứ trong lòng hắn không thoải mái trên mặt cũng lộ ra nơi này là phòng tuyến thứ nhất tiến vào phế tích quan hệ chúng ta có thể thiết tế đúng lúc hay không quan hệ trọng đại vì lẽ đó kính xin bốn vị cùng bản tỏa cùng một chỗ chấn thủ nơi này. Đến thời điểm đó, khu vực trung tâm mở ra, bốn vị liền có thể nhẹ nhõm rời đi. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đồng ý, bọn họ tới nơi này không phải vẻn vẹn chỉ là vì rời tiên lộ, còn muốn chứng kiến tiên chủng hoàn mỹ kia. Tuy bọn họ đã không cần dùng tiên chủng này đến đột phá tiên vương. Nếu như canh giữ ở nơi này, vậy đợi khu vực trung tâm mở ra, món đồ gì còn có phần của bọn họ. Hơn nữa, nơi này có dị tưởng quái lạ như thế, Lăng Hàn tin tưởng bảo vật xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ không dừng ở một tiên chủng hoàn mỹ. Vì lẽ đó, hắn tự nhiên phải ra tiền tuyến, hơn nữa lấy tính cách của hắn cũng không thể ở phía sau qua thời gian an nhàn. Bốn người chúng ta vẫn muốn đi ra tiền tuyến giết địch. Lang Hàn cười nói, Dương Cương lập tức sầm mặt lại, bản tọa phụ trách chủ trì nơi này, có chỗ cho người phản bác sao? chương 2747, địch tấn công. Hắn là vương trên tiên lộ, luôn kiêu ngạo quen rồi, đương nhiên sẽ không kính nể cái gọi là tiên vương tầng 9 thậm chí thiên tôn. Người bối cảnh to lớn hơn nữa thì đã làm sao, ở Dương Cương xem ra cũng chỉ như thế. Lăng Hàn lắc đầu, đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu Dương Huynh cố ý như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ. Hắn vẫn tính để lại một bước, bằng không trực tiếp đánh xuống tòa lầu cao này rồi. Dương Cương càng thêm bất mãn, ngươi là món đồ gì, chỉ là chuẩn tiên vương nho nhỏ, lại dám gọi ta Dương Huynh. Dương Huynh lại há là ngươi có thể gọi hắn uy nghiêm đáng sợ ra tay, chộp về phía lăng hàn. Cút, nhu yêu nữ trách một tiếng, cũng vỗ ra một trường, tay nhỏ trắng như tuyết nhìn qua mềm nhẵn tựa như ngọc, nhưng đánh ra công kích lại như sóng to gió lớn, nàng nắm lên thời gian đại đạo, đè xuống dương cương. Công kích của dương cương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại, hắn không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Đạt đến cấp bậc tiên vương, quy tắc gì cũng ngang hàng, không tồn tại một loại nào mạnh hơn, người nào yếu hơn. Bởi vậy, cho dù là quy tắc thời gian đã từng cao cao tại thượng, hiện tại cũng không khác biệt quy tắc hệ kim, hệ thủy. Nhưng nhu yêu nữ kéo thời gian đại đạo tới, hắn lại chịu ảnh hưởng, điều này có ý vị gì? Nếu quy tắc không có phân chia cao thấp, vậy liền xem ai nắm giữ quy tắc càng sâu. Hắn không bằng nhu yêu nữ, làm sao có khả năng, chỉ có sinh linh dưới tiên vương mới có thể đi vào tiên lộ, như vậy, coi như nhu yêu nữ vừa tiến vào tiên lộ liền đột phá, đến hiện tại cũng nhiều lắm hơn 8.000 năm. Hơn 8.000 năm, liền để đối phương ở trên cấp độ của tiên vương vượt qua hắn. Hắn ở tầng một khổ sở tham khảo tu luyện hơn một kỷ nguyên, lúc này mới đạt đến tầng một đỉnh phong, dựa vào cái gì đối phương vừa đột phá liền mạnh hơn hắn. Dương cương gào thét, oanh, trong cơ thể có một đạo tiên vương khí dâng trào, hắn toàn lực ứng phó, cuối cùng kéo đứt gông xiềng của nhu yêu nữ, khôi phục năng lực hoạt động. Nhu yêu nữ cũng không có truy kích, nàng ra một trường này dụng ý chính là bước lui dương cương, cái này cũng là lăng hàn không muốn trở mặt, Nàng đương nhiên sẽ theo ý của hắn. Lang Hàn đứng chắp tay, "Dương huynh, còn muốn ngăn cản chúng ta sao? Hừ, một nam nhân phải dựa vào nữ nhân ra tay, không biết xấu hổ." Dương Cương lạnh lùng nói, nhưng không dám tiếp tục ra tay. Thực lực của Nhu Yêu nữ ở trên hắn, ra tay là tự rước lấy nhục. Hắn nhìn Nhu Yêu nữ, lẽ nào đây chính là đế giả mà người ngoại lai nói tới sao, sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Nữ hoàng không khỏi sầm mặt lại, người này cũng thật là miệng tiện đã cho hắn vài phần mặt mũi nhưng nhất định phải muốn chết sao địch tấn công địch tấn công đúng lúc này phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người lăng hàn xuyên thấu qua cửa sổ lầu cao nhìn ra phía ngoài chỉ thấy quả nhiên có người kéo tới số lượng không ít đại khái là chừng trăm người cầm đầu là hai tiên vương những người khác đều là thăng nguyên cảnh ồ lăng hàn hiện ra kinh ngạc những thăng nguyên cảnh kia ngược lại cũng quên đi trong hai tên tiên vương rõ ràng có một người ngoại lai, vừa đột phá không lâu, khí tức vẫn chưa ổn định, vừa nhìn liền rất sáng tỏ. Vì rời đi nơi này, hơn nữa trong khu vực trung tâm khả năng xuất hiện bảo vật, người ngoại lai cũng tham dự đến trong cuộc chiến tranh này, còn làm nhân vật lính hầu. Dương Cương biến sắc, kẻ địch lại phát động hai vị tiên vương, cái này cho thấy bọn họ nhất định muốn hạ lầu cao này. Hơn nữa, hắn tỏa chân ở đây cũng không phải sự tình một năm hai năm, khẳng định sớm đã bị người sờ đáy rõ ràng, bây giờ đối phương phát động hai vị tiên vương hẳn là hoàn toàn có nắm chắc cũng còn tốt một phương tỏa chấn có ưu thế lớn vô cùng chỉ cần không cho đối phương tiến vào lầu cao vậy đối phương liền chịu đến lực lượng áp chế của phế tích sức chiến đấu sụt giá hắn lấy một địch hai cũng chưa chắc thất bại hắn nhìn bốn người lăng hàn một chút do dự cuối cùng cắn răng một cái không có hé răng nếu như nhu yêu nữ muốn ra tay hắn cũng ngăn cản không được bởi vậy hắn đơn giản coi như bốn người này không tồn tại hắn tỏa trấn tầng thứ bảy, thần ý của tiên vương không chỗ không tới, bất luận kẻ địch từ nơi nào tấn công, hắn cũng có thể đúng lúc làm ra phản ứng. Bên ngoài, chừng trăm thăng nguyên cảnh giết tới lối vào tầng thứ nhất, mà hai vị tiên vương thì tách ra, một công từ phía trên, một từ phía dưới đột tiến, muốn đánh vào trong kiến trúc. Người ở bên ngoài quá thiệt thòi, oanh, một tên tiên vương bị hàn băng bao vây, sức chiến đấu lập tức tăng vụt vô số lần, đột phá phòng ngự của Dương Cương, trực tiếp giết vào. Lăng Hàn kinh ngạc, vừa nãy tên tiên vương này rõ ràng không nhìn áp chế của ánh sáng tím, cái này không hợp lý. Dương Cương kinh hãi, các ngươi cũng thật là bỏ ra vốn lớn, ngay cả hàng tử quả cũng cam lòng lấy ra. Dưới áp chế của ánh sáng tím, sẽ làm võ giả không phát huy ra một phần người sức chiến đấu. Mà dựa theo chư vị tiên vương suy đoán, những ánh sáng tím này đều là những thực vật kia tản mát ra, nhưng dùng trái cây của những thực vật này kết ra, liền có thể tạm thời không nhìn ánh sáng tím áp chế. Đương nhiên cái này chỉ là tạm thời, thời gian ngắn đến đáng thương. Bởi vậy có tác dụng hàng phục, hóa giải ánh sáng tím áp chế, những trái cây này tự nhiên được gọi là hàng tử quả. Cần phải biết rằng, những thực vật kia cực kỳ khó chơi, ngay cả tiên vương cũng có thể thiệt thòi lớn, muốn có được hàng tử quả lại khó khăn dường nào. Loại trái cây này, nhất định phải cất giữ, vì ngày sau cơ duyên lớn xuất thế mới dùng, đấu sức, nhưng hiện tại lại dùng ở nơi này, có thể thấy được quyết tâm của đối phương. Dương Cương, nếu biết quyết tâm của chúng ta, người còn không rời đi. Một tên tiên vương quát lên, dương cương hừ một tiếng, coi như lấy một địch hai, bản tỏa cũng chưa chắc thất bại. Hơn nữa bản tỏa đã phát ra tín hiệu, viện quân không bao lâu nữa sẽ chạy tới. Thời điểm nói đến câu này, hắn còn cố ý nhìn bốn người lăng hàn một chút, ý nghĩ là các người cũng nghe được, viện binh lập tức liền muốn tới, các người đừng nghĩ có dị động gì. Hai tên tiên vương kia cũng thuận tiện nhìn bốn người lăng hàn, thời điểm phát hiện còn có một vị tiên vương, trong mắt của bọn họ không khỏi căng thẳng. Chương 2748, đặt xuống nơi đóng quân vui đùa một chút. Nát, bọn họ nắm giữ tình báo sai lầm a, à, tại sao nơi này còn có một vị tiên vương? Lăng Hàn đưa tay vẫy một cái, cười nói, không cần phải để ý đến chúng ta, các ngươi nên làm gì thì làm đi, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lăng đại sư, tiên vương ngoại lai kia thất thanh kêu lên, hắn là một tên hoàng giả của Đông Tiên vực, có thể đột phá tiên vương thực sự là đáng quý. Bình thường hoàng giả cần đi tiên lộ ba lần trở lên mới có thể đột phá mà ba lần cũng không được vậy trừ khi vĩnh viễn lưu ở trên tiên lộ bằng không là tuyệt không có cơ hội thành tựu tiên vương lăng đại sư một tên tiên vương khác cùng dương cương đều nhìn về phía lăng hàn cái này chỉ là một chuẩn tiên vương làm sao xứng đáng một vị tiên vương xưng đại sư chu đạo hiếu vị này là một tên tiên vương khác nhìn về phía lăng hàn trầm ngâm nói đối phương có hai tên tiên vương để hành động của bọn họ có khả năng chịu ảnh hưởng nhưng nếu như đồng bạn có thể để cho tiên vương của đối phương đổi màu cờ vậy ba đánh một ổn đến không thể lại ổn tiên vương người ngoại này họ chu gọi chu tử hỉ hắn cười ha ha giới thiệu cho song phương thuận tiện cũng giới thiệu mình lăng đại sư tại hạ chu tử hỉ vị này chính là lục minh lục đạo hiếu lục đạo hiếu vị này là lăng đại sư ngũ tinh đan sư trẻ nhất của đông tiên vực chúng ta từ trước tới nay cũng là ngũ tinh đan sư duy nhất tới hiện tại há hóa ra là lăng đại sư Lục Minh vội vàng vái chào Lăng Hàn, có vẻ cực kỳ khách khí. Trên tiên lộ cũng không có ngũ tinh đan sư, bởi vậy mọi người tự nhiên không biết phải làm sao đối xử một vị ngũ tinh đại sư, nhưng Lục Minh nể tình chu tử hỉ cùng nhu yêu nữ, cũng sẵn lòng coi Lăng Hàn là đối tượng bình đẳng luận giao. Đương nhiên, nếu hắn biết sinh mệnh lũy thừa của Lăng Hàn cao tới 5.600 điểm, thực lực vượt xa hắn, vậy tiếng Lăng Đại Sư này liền gọi càng thêm khách khí cùng cung kính. Dưới cái nhìn của hắn, người có địa vị cao như hắn nhân nhượng người có địa vị thấp đã cho đủ lăng hàn mặt mũi lăng hàn thấy rõ tâm tư của hắn chỉ cười nhạt lục đạo hiếu dương cương hơi nhướng mày nếu như mấy người này cài đặt quan hệ như vậy tình cảnh của hắn liền không ổn tuy không thể chết nhưng nơi đóng quân này là 99% không gánh nổi hắn vội vàng nói lăng đại sư vừa nãy là bản tỏa thất lễ xin thông cảm hắn cần phải kéo dài thời gian chỉ cần kéo dài tới viện binh đến vậy hắn tự nhiên không kiêng rẻ gì. Lăng Hàn cười ha ha, ta nói rồi, chúng ta chỉ là đi ngang qua, các người tiếp tục, nên làm gì thì làm đi. Đã như vậy, Lục Minh lập tức uy nghiêm đáng sợ nhìn lại Dương Cương, chỉ cần nhu yêu nữ khoanh tay đứng nhìn, hai tên tiên vương bọn họ đương nhiên là chắc thắng. Dương Cương đối với kết quả này cũng có thể tiếp thu, hắn tự tin có thể kéo dài tới viện binh đến. Oanh, Lục Minh xuất thủ trước, hắn đánh ra bàn tay phải, lấy ra một đạo quy tắc hệ thủy, hóa thành một nhánh băng mâu to lớn đâm tới dương cương chu tử hỉ cũng không có nhàn rỗi tương tự lấy ra quy tắc trên mặt đất lập tức dâng lên hào quang màu đen trọng lực lập tức tăng vọt vô số lần ngay cả tiên vương cũng bước đi gian nan dương cương hơi nhướng mày hai người này phối hợp tương đối khá một cái chủ kiềm chế quy tắc trọng lực hạn chế hành động của hắn một cái khác chủ công băng mâu lạnh lẽo âm trầm có thể đông lại máu tiên vương cũng còn tốt chu tử hỉ kém một chút tuy có tư chất hoàng giả nhưng vừa mới đột phá Tiên Vương, sức chiến đấu kém hắn xa lắm, bởi vậy, loại hạn chế này hắn cũng không khó loại bỏ. Hắn bộc phát lực lượng, hào quang màu bạc lấp lóe hắn cường thế giết ra, đấm ra một quyền, có một thanh kim kiếm bỗng dưng hình thành, nghinh tiếp về phía băng mâu. Ầm, um, kim kiếm cùng băng mâu đụng nhau, lập tức đổ nát, hóa thành quy tắc một lần nữa quay về thiên địa. Dương Cương hơi yếu hơn một chút, dù sao hắn bị Chu Tử Hỉ quấy dày, không cách nào phát huy ra hoàn toàn sức chiến đấu. Kết quả này cũng ở trong dự liệu của Tam Đại Tiên Vương, bởi vậy người nào cũng không có lộ ra vẻ kinh sợ cùng thất vọng, chiến đấu lại tiếp tục. Tam Đại Tiên Vương ác chiến, Dương Cương vẫn rơi vào hạ phong, nhưng thủ hết sức ngoan cường, chiếu bộ dáng này, hắn chống đỡ mấy ngày thậm chí mười mấy ngày cũng không vấn đề chút nào. Bởi vậy, Dương Cương rõ ràng bị áp chế, nhưng trên mặt thong rong, cứu binh lại đây nhiều lắm khoảng chừng hai ngày. Ha ha, ngươi cho rằng sẽ có cứu binh lại đây. Lục Minh cười gằn, không ngại nói cho ngươi, Lần này chúng ta tổng cộng phát động 6 tên tiên vương, đồng thời công kích 3 nơi đóng quân của các ngươi. Hiện tại, hai nơi đóng quân gần nhất cũng khổ sở chờ cứu viện, người vẫn là chết ý nghĩ này đi. Nghe nói như thế, Dương Cương không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, nếu đúng như đối phương nói, tình huống kia quá không ổn. Hừ, an minh tiên vương cũng chỉ kéo được 18 tiên vương, hiện tại lập tức phái ra 6 cái, không sợ nơi đóng quân của mình thất thủ sao. Dương Cương trầm giọng nói, càng ở dưới tình huống như vậy, hắn càng không thể hoang mang. Lục Minh cười ha ha, vậy thì không cần Dương Huynh ngươi lo xa rồi. An Minh tiên vương chính là tiên vương mạnh nhất trận doanh của Lục Minh, tu vi tầng 3 đỉnh cao, ở trên tiên lộ tự nhiên thuộc về hàng ngũ mạnh nhất. Tiên vương mạnh nhất trận doanh của Dương Cương là cửu lạc tiên vương, tu vi tương tự là tầng 3 đỉnh cao. Nếu không có tu vi như thế cũng không đủ tư cách hiệu lệnh một phương làm vương. Dương Cương cao mày, dựa vào cái gì an minh tiên vương dám lớn mật như thế. Phải biết mọi người đều tranh giành, mà từ tình huống trước mắt đến xem, ai nắm giữ càng nhiều nơi đóng quân, liền nắm giữ quyền lên tiếng càng lớn hơn. Hiện tại An Minh Tiên Vương phái ra sáu đại tiên vương, phòng thủ hậu phương tự nhiên chống vắng đến rối tinh rối mù, làm sao cũng không hợp tình lý. Ha ha, An Minh Tiên Vương có thể kết minh với Hồng Tuyết Tiên Vương, lẽ nào Cửu Lạc Tiên Vương sẽ không sao? Một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền tới, liền gặp một tên nam tử quấn quanh màu sắc đặc biệt nhanh chân từ trong cửa sổ đi vào, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Tiên đạo hiểu, Dương Cương nhất thời vui mừng khôn xiết, tiên vương mới tới này tên là Tiến Hưởng, cũng thuộc cửu lạc nhất mạch, đương nhiên không phải thuộc hạ, mọi người đều là tranh cướp bảo vật rời đi tiên lộ mới tạm thời kết thành đồng minh. chương 2749, Tiểu Khủng Phát Huy Tiến Hưởng, con mắt của Lục Minh nhất thời căng thẳng, đối phương xuất hiện không chỉ để kế hoạch của bọn họ đại loạn, hơn nữa đối phương nói ra cũng làm cho hắn kinh hãi. Sở dĩ an minh nhất mạch có thể phái ra sáu tên tiên vương lại đây, chính là bởi vì bọn họ kết thành đồng minh với hồng tuyết tiên vương, nhưng tuyệt đối không ngờ, cửu lạc tiên vương cũng cùng những thế lực khác đạt thành công thủ đồng minh, để ưu thế của bọn họ lập tức không còn tồn tại nữa. Ha 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 ha, Dương Cương cười to, đến đến đến, đến các ngươi đã muốn chiến, vậy liền chiến cái thoải mái. Con mắt của Chu tử hỉ hơi chuyển động nói, lăng đại sư, mọi người đều là người tiên vực, kính xin bốn vị có thể giúp tại hạ một chút sức lực. An Minh Tiên Vương chỉ muốn rời khỏi tiên lộ, tại hạ cũng như thế, chỉ là thuận tiện mò chút bảo vật, nhưng tuyệt không có ý nhằm tiên chủng hoàn mỹ kia. Vì lẽ đó, chỉ cần Lăng Đại Sư chịu ra tay giúp đỡ, ta có niềm tin rất lớn thuyết phục An Minh Tiên Vương đưa tiên chủng này cho Lăng Đại Sư. Nghe được lời này của hắn, Dương Cương cùng Tiến Hưởng đều nhướng mày, hiện tại là hai đối hai, số lượng tiên vương hai bên tương đương, nhưng nếu như bốn người Lăng Hàn gia nhập vào phương nào chủ yếu là nhu yêu nữ, đây chính là một tên tiên vương, nàng gia nhập một bên nào, liền có thể làm cho bên đó chiếm cứ ưu thế. Lăng đại sư, điều kiện như vậy chúng ta cũng mở nổi. Dương Cương lập tức nói, tự nhiên tuyệt đối không thể để Chu Tử Hỷ tranh thủ được một tên tiên vương. Lăng đại sư, kính xin tin tưởng tại hạ, Lăng đại sư, thành ý của chúng ta càng đầy đủ. Hai bên đều đang chia cành ô lưu cho Lăng Hàn, đương nhiên là có dụng ý khác, chủ yếu là muốn tranh thủ sức chiến đấu tiên vương của nhu yêu nữ. Lăng Hàn cười cợt, nhìn các nàng nữ hoàng nói, không bằng, chúng ta cũng lấy nơi đóng quân vui đùa một chút. Lăng Hàn lời vừa nói ra, lập tức để song phương chu tử hỉ, Dương Cương đều lộ ra vẻ giận dữ cùng không hiểu. Các ngươi chỉ có một tiên vương, hơn nữa còn vừa đột phá, lại còn muốn đặt xuống một nơi đóng quân. Ngươi cho rằng nơi đóng quân là cái gì, là ngươi nói muốn đánh liền có thể đánh được sao? Tiên vương tầng 3 cũng trải qua tầng tầng huyết chiến, lúc này mới có thể chiếm được. Bởi vì thời điểm những lầu cao này vừa xuất hiện, phía trên quấn quanh các loại thực vật, có uy năng lớn lao, nhất định phải thanh trừ sau đó mới có thể chiếm cứ, không phải tiên vương tầng 3 là không thể nào làm được. Các người còn muốn kiếm tiện nghi của tiên vương tầng 3. Cái này không phải muốn chết sao, nơi đóng quân là không thể mất, người khác không biết, nhưng bọn họ biết rất rõ, mỗi đến nửa đêm, trong lầu cao sẽ có hào quang không tên lưu truyền, để bọn họ thấy được vô thượng đại đạo, có mùi thơm thần bí tăng lên tu vi của bọn họ. Tuy cái này chỉ kéo dài một hồi, nhưng có thể bằng những tiên vương kia khổ tu mấy triệu năm. Càng mấu chốt chính là, cái này còn có thể giúp bọn họ đột phá. Hơn nữa, chiếm cứ lầu cao càng nhiều, ánh sáng như vậy, mùi thơm như vậy liền càng mãnh liệt, đây mới là nguyên nhân căn bản để nhiều tiên vương hợp lại vòng tròn thành liên minh. Nhưng vì cái gì các tiên vương không hợp lại thành một? Không nói những cái khác, chỉ là những tiên vương tầng ba này liên thủ liền đánh đầu thắng đó không gì cản nổi đi. Bởi vì những ánh sáng, Mùi thơm thần bí này có thể cho người ta chia sẻ số lượng có hạt, coi như chiếm cứ số lượng rất nhiều, cũng chỉ có thể tăng lên hiệu quả của ánh sáng, mùi thơm, mà không thể đủ để chia sẻ nhân số biến nhiều. Vì lẽ đó, một đội ngũ nhiều nhất chỉ có thể có mười mấy hai mươi tên tiên vương, bằng không mọi người liền phải thay phiên. Ở dưới điều kiện tiên quyết như vậy, mọi người chỉ có phân công nhau mà chiến, lấy tiên vương tầng 3 dẫn đầu, ngưng tụ vài tiên vương tầng 2, tầng 1. Mặt khác, càng tiếp cận vùng đất trung tâm, chất lượng lầu cao liền càng tốt, cho nên mới có tiên vương cấp thấp chấn thủ chung quanh, tiên vương tầng 3 chiến đấu tranh đoạt. Nhưng càng đến trung tâm, địa vực càng thu nhỏ lại, số lượng lầu cao khẳng định cũng biến ít, bởi vậy, không chỉ chiến đấu với thực vật thần bí, còn phải đấu sức với đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, chiến đấu cực kỳ tàn khốc, tiên vương tầng 3 căn bản không thể rảnh tay lo cho phía sau. Ha ha, lăng đại sư thực sự là thích nói giỡn. Chu tử hỉ vội vã cười nói, giảng hòa, trên mặt lăng hàn mang theo nụ cười nhàn nhạt, tuy hắn biết có hạt, nhưng tuyệt không tin tưởng vì một điểm dừng chân, chạm tiếp tế, mà cần phái tiên vương chấn thủ, càng hấp dẫn hai tên tiên vương đến đây công tháp. Nhất định có nguyên nhân khác, vậy đơn giản, đánh xuống, tự mình chậm rãi nghiên cứu là tốt rồi. Nơi này, không phải là người nắm đấm lớn có thể chiếm cứ tất cả sao? Lầu cao nơi này, không phải đều dựa vào nắm đấm đánh xuống sao? Ta có lúc xác thực sẽ đùa giỡn, nhưng lần này hiển nhiên không phải. Lăng Hàn nhìn lướt qua, nói với Chu Tử Hỷ cùng là người ngoại lai, ta khuyên ngươi một câu, gia nhập nơi này, làm tiểu đệ của ta, làm sao? Sắc mặt của Chu Tử Hỷ nhất thời âm trầm, tuy hắn xưng Lăng Hàn một tiếng đại sư, nhưng không có nghĩa là ở trong lòng hắn kính nể Lăng Hàn cỡ nào, chỉ là nghĩ đến sau này có khả năng cần dùng tới đan thuật của Lăng Hàn, hắn mới khách khí một hồi. Phải biết, hiện tại hắn là tiên vương. Cái khác cái gì cũng không cần nói, chỉ hai chữ tiên vương còn chưa đủ sao. Lăng Hàn này không những không cảm kích, lại còn muốn mời chào mình làm tiểu đệ, đây là nhục nhã với hắn cỡ nào. Hắn điềm nhiên nói, sợ là phải phụ ý tốt của lăng đại sư, tại hạ không muốn làm tiểu đệ của ai. Hắn lần thứ nhất lên tiên lộ liền đột phá, có thể thấy được thiên phú cực kỳ cao, vậy thành tựu tương lai tuyệt không chỉ tầng 1, thậm chí tầng 3, tầng 4 cũng có hy vọng, há có thể khuất phục dưới người. Lăng Hàn thở dài, cái thứ này thật sự coi là mình đang ô nhục hắn. Phải biết đế giả như nghiêm tiên lộ, dị cũng cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ, người ta tương lai thành tựu thấp nhất là tiên vương tầng 5A. Quên đi, hắn cũng chỉ là tâm huyết dâng trào mới mở miệng, cũng không có thật muốn một tên tiểu đệ soàng xĩnh như vậy. Ha ha, nếu lăng đại sư khí phách như thế, vậy không bằng hai nhà chúng ta trước tiên đình chiến, tiêu diệt nhóm người lăng đại sư trước A. Dương Cương đề nghị, câu nói này là nói với Lục Minh. chương 2750, Thoái Nhượng Thượng. Được, Lục Minh cười gật đầu, trong bốn người lăng hàn chỉ có một tiên vương, nếu như tứ đại tiên vương bọn họ liên thủ đối phó, có thể rất nhanh trấn áp hoặc đuổi xa, đỡ phải bọn họ ở một bên ngư ông đắc lợi. Lần này Chu Tử Hỉ không có mở miệng, hắn cho rằng đây là Lăng Hàn tự tìm, ngũ kinh đại sư ở tiên vực xác thực vang dội, nhưng đây là ở trong tiên lộ. Ha ha, trong nháy mắt tứ đại tiên vương hóa địch thành bạn, chỉ ít ở thái độ giải quyết đoàn người Lăng Hàn, bọn họ là hoàn toàn thống nhất. Lăng Hàn cười cợt, ném tiểu khủng ra ngoài, đi thôi, tiểu gia hỏa đã sớm thiếu kiên nhẫn vẫn đang nghe răng, hiện tại được Lăng Hàn cho phép, liền bước động hai chân sau tráng kiệt, mạnh mẽ xông ra ngoài, mở miệng rộng, tỏa ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Tứ đại tiên vương đồng thời cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, phảng phất như đối thủ không phải một tiểu thú chỉ cao hai thước, mà là thượng cổ kỳ thú đến từ hồng hoang, sát khí ngút trời, phảng phất như chính là một công cụ giết chóc. Bọn họ dồn dập ra tay, muốn ngăn cản tiểu khủng tiếp cận. Nhưng tiểu khủng là cái gì? Thiên địa dị vực đặc biệt sáng tạo ra chiến thú nhằm vào huyền nghịch vị diện, người ta là nhân vật còn khủng bố hơn chiến binh, không chỉ sức chiến đấu là cấp bậc đế tinh, quét ngang cùng cấp là điều chắc chắn, lực phòng ngự cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể so với thể phách lăng hàn dùng bất diệt thiên kinh tu ra. Cơ khí chiến đấu như vậy một khi đột phá tiên vương, khái niệm này nghĩa là gì? Sinh mệnh lũy thừa của nó cao tới 5.600 điểm, lực phòng ngự càng làm cho tiên vương tầng một cũng phải tuyệt vọng. Oanh oanh oanh, nó không nhìn tứ đại tiên vương công kích, đánh vào trên người nó chỉ bắn lên tia sáng chói mắt, căn bản không tổn thương được nó. Tiểu khủng giết tới, mở ra miệng lớn đẫm máu, cắn tới lục minh. Lục minh vội vã nắm lên một đại đạo quất tới, nhưng bị tiểu khủng cắn đứt, vẫn không tha thứ mà cắn tới hạ thân của hắn. Hết cách rồi, tiểu khủng quá thấp bé, chỉ có thể nhắm vị trí này. Mặt lục minh tái rồi, nếu như bị tiểu khủng cắn đi tiểu dây dây của hắn, vậy sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Đám người dương cương đồng thời ra tay, đánh tới tiểu khủng. Oanh, Tam đại tiên vương liên thủ vẫn có chút uy lực, hơi ngăn trở thân hình của Tiểu Khủng, lúc này mới để Lục Minh tránh thoát. Tiểu Khủng giận dữ, sau khi nó trở thành tiên vương lần đầu ra tay lại tay trắng trở về. Nó lần thứ hai giết ra, cực kỳ hung hãn, tứ đại tiên vương liên thủ thì đã làm sao, chỉ có bị Tiểu Khủng đuổi đến thảm bại bỏ chạy. Lăng Hàn gật đầu, Tiểu Khủng không hổ là một vị diện đặc biệt mở cửa sau sáng tạo ra, thật cực kỳ trâu bò, chỉ vì chiến đấu mà sinh. Nhưng cũng bởi vì như vậy nó bị hạn chế rất lớn chính là trí tuệ có chút thấp bằng không nó có thể tu luyện như bọn người lăng hàn vậy sức chiến đấu nhất định sẽ càng mạnh hơn không thể quá tham lam tiểu khủng như vậy đã rất cường hãn ở lúc hắn mơ màng tứ đại tiên vương đã không thể chịu đựng bị tiểu khủng đuổi đến tán loạn cuối cùng không thể không từ trong cửa sổ nhảy ra chạy mất dép lăng hàn không để tiểu khủng nhân lúc thắng truy kích cái này không cừu không oán chỉ là vì tranh cướp một ngôi lầu cao mà thôi không cần quyết đấu sinh tử hắn đuổi toàn bộ nhân viên của hai tiên vương ra ngoài, sau đó tìm kiếm từ trên xuống dưới. Ô, cái này sao giống như là một bảo khí vậy nhỉ? Rất lâu sau đó, Lăng Hàn ra một kết luận, bởi vì hắn ở trong lầu cao phát hiện một thiết bị tương tự với hạt nhân của bảo khí, có thể khắc lạc ấn tinh thần vào trong đó, để nó trở thành một phần tử của phe mình. Có điều, hiện tại nơi này lưu lại lạc ấn tinh thần của người khác. Hẳn là cửu lạc tiên vương, Lăng Hàn không dám khinh thường, tuy hắn rất mạnh mẽ, nhưng dù sao vẫn không có thành tựu tiên vương, tiên vương tầng 3 đối với hắn mà nói quá mạnh mẽ, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đi tiếp xúc lạc ấn tinh thần kia. Oanh, một luồng ý chí viễn cổ thương tang lập tức tấn công tới, ở trong thức hải của lăng hàn hóa thành một nam tử áo bảo cho, chỉ hơn 20 tuổi, nhìn qua phong thần tuấn lãng, nhưng trong hai mắt lộ ra khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời ảo huyền thương tang. Cửu lạc tiên vương, lăng hàn khẽ mỉm cười, ôm quyền nói, bái kiến cửu lạc đại nhân, Cửu lạc tiên vương cũng nở nụ cười. Nếu bản tọa hiện ra ở trong ý thức hải của ngươi, nói rõ nơi đóng quân này đã bị ngươi chiếm lĩnh. Lăng Hàn gật đầu, đúng thế, có điều, ngươi xuống nơi đóng quân này là một chuyện, nhưng có thể chiếm thành của bản thân hay không lại là một chuyện khác. Cửu lạc tiên vương ngạo nhiên nói, tuy bản tọa chỉ là một đạo thần thức, nhưng ngươi cũng chỉ là tầng một. Ồ, ngươi vẫn không có bước vào tiên vương, hắn nhìn thấy trong thức hải của Lăng Hàn có một viên tiên chủng vẫn không có thành hình, vật này tồn tại chỉ có thể nói rõ một vấn đề, chính là Lăng Hàn vẫn không có đột phá tiên vương. Cửu lạc tiên vương cực kỳ khiếp sợ, hắn rõ ràng cảm ứng được thần thức của Lăng Hàn vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối bước qua tiên vương, nhưng Lăng Hàn vẫn không có đột phá tiên vương, trong này lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn nghiêm mặt nói, nếu cửu lạc đại nhân chịu bỏ đi yêu thích, chủ động triệt hồi đạo thần thức này, vậy coi như tại hạ thiếu đại nhân một ân tình, làm sao? Một chuẩn tiên vương lại dám nới với tiên vương tầng 3 như vậy, quả thực sẽ làm người cười chết, nhưng Cửu Lạc tiên vương không hề có ý cười, mà thận trọng cân nhắc vấn đề này. Một lát sau, hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười, "Được, nơi đóng quân này tặng cho ngươi, có điều, bản tọa hy vọng lần sau ngươi đừng tiếp tục tấn công nơi đóng quân của bản tọa nữa." Dưới cái nhìn của hắn, tuy sức chiến đấu hiện tại của Lăng Hàn không được hắn để ở trong mắt, nhưng hắn là người có chí lớn, không vừa lòng với địa phương nhỏ như ở Tiên Lộ hắn muốn chiếm được cơ duyên lớn, xông vào tiên vực. Như vậy, một người vẫn không có thành tựu tiên vương, nhưng nắm giữ sức chiến đấu tiên vương lại đáng sợ dường nào. Lăng Hàn thành tựu tương lai tất nhiên không thể đo lường, sau khi hắn cân nhắc một hồi, sẵn lòng dùng một nơi đóng quân đổi lấy ân tình của Lăng Hàn. Xeo, đạo thần niệm này của hắn lập tức rời đi, bắn về phía trung tâm phế tích. Vị tiên vương này thật rất quyết đoán, Lăng Hàn lộ ra một nụ cười. Chương 2751, thoái nhượng hạ, nếu như cửu lạc tiên vương không chịu lùi hắn cũng không sợ chiến một trận dù sao đối phương chỉ là một đạo thần niệm có thể mạnh đến mức độ không thể tưởng tượng nổi sao thần thức của lăng hàn lạc ấn ở trên tòa lầu tháp này lưu lại một đạo thần niệm chợt cảm thấy mình cùng tòa lầu cao này thật giống như núi liền với nhau để hắn thu được rất nhiều tin tức hả Hà, lăng hàn kinh ngạc phát hiện hắc tháp vẫn tính mịch đột nhiên khe khẽ rung lên nhưng lập tức lại không còn động tính quái lạ đây là hắc tháp vừa vặn ngủ gật tỉnh lại hay bởi vì hắn thu lấy tòa lầu cao này? Nếu không thì, chuyện này cũng quá khéo đi, nhưng hắn thu lấy một ngôi lầu cao mà thôi, vì sao lại để hắc tháp phản ứng? Tuy cực kỳ yếu ớt, trước tiên mặc kệ, Lăng Hàn nói cho ba nữ, mỗi đến nửa đêm, sẽ có dị tưởng xuất hiện, vào lúc này tu luyện, hiệu quả tăng nhiều. Nửa đêm này là lấy tiên lộ ngày đêm biến hóa đến tính toán, bởi vậy, trên thực tế là mỗi cách chờ ba ngày mới sẽ có một lần biến hóa như vậy. Bọn họ cách nửa đêm chỉ có 9 canh giờ, liền kiên trì chờ đợi. Đến lúc này, chỉ thấy một vệt ánh sáng từ đỉnh chóp lầu cao bắn xuống, không nhìn từng tầng từng tầng sàn gác tồn tại, thẳng xuống tầng thứ nhất. Đồng thời, còn có mùi thơm đặc biệt nước mũi, thật giống như muốn cho người vũ hóa phi thăng. Bốn người lăng hàn đều lấy ra trùng sáng, người hương vị, chợt cảm thấy tiên trùng trong cơ thể đang nhanh chóng trưởng thành. Tiên trùng của nhu yêu nữ đã đâm trồi trưởng thành, bởi vậy, đây đối với nàng là giúp đỡ to lớn nhất, tu vi đang nhanh chóng tăng lên mà ba người lăng hàn bởi vì còn đang hình thành lạc ấn tiên trùng, tuy đối với bọn hắn cũng có trợ giúp, nhưng xa xa không có lớn như nhu yêu nữ, trừ khi bọn họ sẵn lòng lập tức bước vào tiên vương. Chỉ có tiểu khủng không chiếm được một chút xíu chỗ tốt, nó là thuộc về một hệ thống tu luyện khác, cho dù có ngõ lý cải tiến, nhưng nó đột phá tiên vương căn bản là không cần dùng tiên trùng, tự nhiên không thể được lợi. Chỗ tốt như vậy không có kéo dài bao lâu, gần như một nén hương thời gian, trùng sáng lại đột nhiên biến mất, mùi thơm đặc biệt cũng cấp tốc tiêu nhạt không còn có thể nghe được nữa chúng ta phải tiếp tục giết tới sao nữ hoàng hỏi càng đi nơi sâu xa lầu cao này mang đến chỗ tốt lại càng lớn số lượng lầu cao càng nhiều tương tự cũng có thể sản sinh chỗ tốt càng lớn nhưng bọn người lăng hàn chỉ có bốn người chiếm lầu cao thì đã làm sao không đủ nhân lực căn bản không thủ được nhìn trước liền không thể nhìn sau chẳng trách trước đó cửu lạc tiên vương phái nhân thủ mời chào người qua lại sức chiến đấu cấp tiên vương dù sao cũng chỉ có mấy cái cần gấp bổ sung Chúng ta có phải cũng đi mời chào giúp đỡ hay không? Bọn người Lăng Hàn quyết định tạm thời chờ thêm một quãng thời gian, lấy sức chiến đấu hiện tại của bọn họ còn chưa đủ tranh giành với Tiên Vương tầng 3, vậy coi như chạy đi trung tâm phế tích cũng hoàn toàn vô dụng, không sử dụng được a. À. Loáng một cái chính là nửa tháng trôi qua, bọn họ cũng đạt được năm lần chỗ tốt của ánh sáng đặc biệt, mùi thơm đặc biệt, để ba người Lăng Hàn gia tốc hoàn thiện lạc ấn tiên trùng, mà Nhu yêu nữ thì thẳng tiến về phía tầng một trung kỳ. Nguyên bản quá trình này động một chút là mấy trăm triệu vài tỷ năm, nhưng ai bảo Nhu yêu nữ tu ra thời gian tiên thể, người khác chỉ có thể tu luyện khoảng khắc, nhưng nàng có thể kéo ra hơn trăm lần thời gian, chuyện này làm sao so? Vài ngày sau, Lang Hàn kinh ngạc phát hiện, đang có 5 người dắt tay nhau mà tới. Năm tên tiên vương, An Minh tiên vương không cam lòng lần thứ nhất tiến công thất bại, phái ra năm tên tiên vương đánh tới. Có điều, tứ đại tiên vương liên thủ cũng bị tiểu khủng đuổi đến náo loạn, nhiều một tên tiên vương thì có ích lợi gì? khi năm người này đến gần một chút lăng hàn không khỏi kinh ngạc bởi vì năm người này hắn đều nhận thức dị nghiêm tiên lộ trình tử tâm hát tân giác phú chu tất cả đều là người của lăng minh lăng hàn cười lớn một tiếng nhảy ra ngoài lăng huynh đám người dị nhìn thấy lăng hàn không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng tràn ngập vui sướng đến 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 tới bên trong lăng hàn chào hỏi bên ngoài có ánh sáng tím áp chế khiến sức chiến đấu của người ta sụt giá chỉ có trong lầu cao mới có thể chống đỡ áp lực như vậy. Đoàn người tiến vào lầu cao, dồn dập nói tới một đường trải qua, đều tràn ngập nguy hiểm, đặc biệt là nghiêm tiên lộ, bị ngự vô địch cùng bảy đại tiên vương nhằm vào, suýt chút nữa bị bắt. Lang huynh, người không có bị lừa chứ? Nghiêm tiên lộ hỏi, thời điểm đám người ngự vô địch công kích hắn, đã từng toát ra đôi lời, muốn lấy hắn đối phó Lăng Hàn. Không có chuyện gì, Lăng Hàn cười lắc đầu. Nghiêm huynh, người cũng không cần canh cánh trong lòng, ngoại trừ ngự vô địch, sáu người khác đã bị ta làm thịt nghiêm tiên lộ kinh hãi lúc trước hắn chính là đột phá tiên vương cũng chỉ có phần chạy mất dép nhưng lăng hàn rõ ràng vẫn là chuẩn tiên vương lại còn nói làm thịt sáu tên tiên vương trong đó thế này thì quá mức rồi dưới tình huống tranh lệch cảnh giới không lớn tiên vương muốn giết tiên vương khó như lên trời nhưng lăng hàn là loại người nói bốc nói phét kia sao lang huynh người quá bất phàm năm tiên vương chỉ có phần khâm phục lăng hàn mỉm cười nếu hắn đột phá tiên vương ở phương diện quy tắc, sức chiến đấu sẽ bão tố đến Tiên Vương tầng 2 đỉnh cao, mà ở trên thể thuật, giới hạn cảnh giới vừa mở, hắn không biết sẽ cường đại đến mức độ cỡ nào, cái này chỉ có sau khi bước vào Tiên Vương mới có thể biết. Nói đến chỗ tốt của lầu cao này, bọn người dị đại hỉ, bọn họ đột phá cũng không bao lâu, đang cần vững chắc cảnh giới, nơi này chính là thánh địa tu luyện của bọn họ. Chúng ta đi lầu cao kế tiếp, sau khi đánh xuống, khắc xuống lạc ấn tương đồng, lầu cao trong lúc đó sẽ cộng hưởng, các ngươi liền có thể chạy tới. Lăng Hàn nói, hắn đang lo không ai giúp hắn thủ tháp. Được, đám người gì cũng không thoái thác. Bốn người Lăng Hàn rời đi, bước về phía tích trung tâm, nhưng không có đi tới thẳng tắp, bởi vì đáp ứng cửu lạc tiên vương. Lăng Hàn không có ý định nhìn chằm chằm địa bàn của vị tiên vương này, nếu không liền thực sự là khinh người quá đáng, trêu đến vị tiên vương này từ phía trước rút về trấn áp bọn họ. Hiện nay, bọn họ còn không phải đối thủ của tiên vương tầng 3. Trường 2752, gặp lại, dưới áp chế của ánh sáng tím, sức chiến đấu của bốn người lăng hàn đều sụt giá, nhưng có một cái ngoại lệ. Tiểu khủng, nó không cách nào từ trong ánh sáng đặc biệt, mùi thơm đặc biệt đạt được chỗ tốt, nhưng nơi này áp chế cũng đồng dạng vô hiệu với nó, bởi vì nó thuộc về một hệ thống tu luyện hoàn toàn khác. Phía trước, xuất hiện một cây đại thụ, cái cây này cực kỳ bất phàm, tuy chỉ cao trăm trượng, nhưng sợi dễ như rồng, cứng cáp mạnh mẽ, dễ chính đều màu tím, hơi có chút trong suốt, thật giống như ngọc thạch màu tím chế tạo thành. Lá cây giống như từng thanh trường mâu, tỏa ra sắt y uy nghiêm đáng sợ ở trong những phiến lá này kết một ít trái cây đỏ chót như lửa đây chính là hàng tử quả sau khi ăn vào liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đối kháng ánh sáng tím ở trong khu vực này tác dụng của hàng tử quả thực sự là quá to lớn bốn người lăng hàn tới gần bọn họ làm sao cũng phải chuẩn bị chút hàng tử quả xoạt 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 cây to này thật giống như sống lại tán cây nhẹ lay động nhất thời có mấy trăm lá cây bắn nhanh về phía bọn người lăng hàn tốc độ nhanh kinh người những lá cây này vốn như trường mâu, bắn ra đón gió liền dài, khoảng ba trượng, toàn thân đen thui như hắc thiết. Lăng Hàn bước về phía trước một bước, hai tay thò ra, tùy ý nắm lên một nhánh đại đạo, hóa thành một tấm khiên, bảo hộ ở trước mình và ba nữ. Lá cây đánh tới, quy tắc thuẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu bớt, tiêu hao kinh người. Oanh, tấm khiên rất nhanh đạt đến cực hạn, ầm ầm phá nát, nhưng Lăng Hàn đã lần nữa nắm tới một đại đạo, tiếp tục chặn ở trước người. Bọn họ đã áp sát, các nàng nữ hoàng dồn dập giết ra, ngay cả tiểu khủng cũng xông ra, mở miệng rộng cắn tới đại thụ. Oanh, từng rễ cây dồn dập từ trong mặt đất vọt ra, như từng con cự mãng quấn về phía các nàng nữ hoàng, trên mỗi một rễ cây đều che kín phù văn màu tím, tỏa ra uy thế kinh người. Chiến đấu lập tức bạo phát, tuy ba người nữ hoàng rất mạnh, nhưng cây to này càng thêm bất phàm. Có người nói chỉ có tiên vương tầng 3 mới có thể tiêu diệt, lấy đi trái cây, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Hơn nữa, nơi này tràn ngập ánh sáng tím, áp chế thực lực của mọi người, để cây đại thụ này trở nên càng đến khó có thể đối phó. Cũng còn tốt, sức chiến đấu của tiểu khủng không bị ảnh hưởng, Giang sắc cắn loạn, gặm rơi xuống rất nhiều gỗ vụn, để đại thụ phân đại bộ phận lực lượng đi đối phó nó. Kỳ thực, thể thuật của Lăng Hàn cũng không bị ánh sáng tím ảnh hưởng, nhưng cảnh giới của hắn chưa hề mở ra hạn mức tối đa, thể thuật chỉ có thể giới hạn ở 4999 sinh mệnh lũy thừa, miễn cứng có thể tính là tiên vương, ở đây không gian có thể phát huy có hạn. Hắn bây giờ, lại trở về thói quen lấy quy tắc làm sức chiến đấu chủ yếu. Sức chiến đấu của năm tiên vương hợp chiến đại thụ, nhưng một chút thượng phong cũng không cách nào chiếm được, đại thụ thực sự là quá mạnh mẽ, thỉnh thoảng liền đánh ra vô số lạc diệp, coi như là phi tiến đến hại người, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mẹ kiếp, lẽ nào lá cây của cái cây thối này đánh không hết sao, lâu như vậy vẫn không có biến thành tên chọc. Lăng Hàn không khỏi nhổ nước bọt, tuy lá cây của đại thụ rậm rạp, nhưng một lần liền đánh ra mấy trăm lá, sau mấy ngàn hơn vạn lần cũng có thể chọc lốc mới đúng nhưng nhìn tới nó vẫn cành lá sum xuê như cũ nào có một chút dấu hiệu biến chọc đánh hơn nửa ngày đại thụ đột nhiên run lên hạ xuống mấy viên trái cây không công kích nữa đây là ý gì không chơi nữa sao bốn người lăng hàn cũng ngừng lại nhiều yêu nữ thuận tiện còn ôm tiểu khủng lên tiểu gia hỏa còn cắn một rễ cây không chịu buông tha tuy chỉ có bốn trái nhưng thành ý cũng không tệ lăng hàn thu trái cây phân mỗi người một viên cũng không phải đại thụ không địch lại, nhưng lựa chọn thoái nhượng, hẳn là không muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian. Lẽ nào cái cây này cũng có linh trí sao? Lăng Hàn nhìn đại thụ cười cợt, thụ huynh, vậy liền đa tạ, đại thụ chập trần một trận, thật giống như xem thường hắn. Bốn người tiếp tục tiến lên, kỳ thực thực vật nơi này rất nhiều, nhưng đại bộ phận không có kết ra trái cây, bởi vậy bọn người Lăng Hàn không có dục vọng ra tay. Bọn họ đi tới, đi non nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một bảo tháp bảy tầng, Tỏa ra ánh sáng xanh lục dịu dàng. Trong tháp có người, mỗi một người đều lấy ra binh khí, lộ vẻ đề phòng. "Các ngươi là người của Cửu Lạc Tiên Vương sao?" Lăng Hàn Dương giọng hỏi. "Cái này gọi là tiên lễ hậu binh, miễn cho đánh nhầm người." Những thủ vệ kia hai mặt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, có người chấn binh khí trong tay nói. "Bốn vị, kính xin rời đi." Bọn họ không có tức giận, chủ yếu là nhìn thấy nhu yêu nữ có màu sắc khác nhau quấn quanh, chính là chứng minh của Tiên Vương tự nhiên không người nào dám sơ sẩy bất cần. Nơi này tất nhiên có một vị tiên vương đang tỏa chấn, nhưng từ đầu đến cuối không có hé răng, tự nhiên là không muốn làm lớn sự tình, chỉ cần bọn người lang Hàn chịu rời đi, hắn là tuyệt sẽ không xuất thủ. Lăng Hàn gật gù, không phải là tốt rồi, lại đánh một nơi đóng quân của người ta liền không tốt. Hắn nhanh chân đi tới, không hiện ra hỏa khí, đứng lại, đứng lại, những thủ về kia đều quát lên, nhưng không có sốt sắng thái quá, dù sao Lăng Hàn không phải tiên vương, hơn nữa chỉ một người, cần để hắn ở trong lòng sao. Thấy Lăng Hàn đến gần, bọn thủ vệ đồng thời ra tay, dồn dập vung binh khí trong tay công về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, lực lượng bắn ra, oanh, chỉ một quyền mà thôi, những thủ vệ kia tựa như thiên nữ tán hoa, đùng 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 rơi xuống. Hắn lại bước ra một bước, đã tiến vào trong bảo tháp. Xeo, một đạo khí thế khủng bố lưu chuyển, chỉ thấy một tên tiên vương bay xuống, mắt tập trung Lăng Hàn, lộ ra nụ cười gần, cũng không nói lời nào, trực tiếp ra tay đập tới Lang Hàn. Tiên Vương ra tay, không phải Tiên Vương làm sao chặn? Bởi vậy, tên Tiên Vương này tự nhiên là cực kỳ xem thường, một tên thăng nguyên cảnh nho nhỏ lại dám một mình xông tới, cái này không phải muốn chết là cái gì? Tâm thần của hắn cơ bản đặt ở trên người của Nhu yêu nữ, kia mới có khả năng là một kình địch, tuyệt không thể để nàng đi vào, chỉ cần đối phương bị ánh sáng tim áp chế, hắn liền nắm ưu thế thật lớn. Chương 2753, thần niệm chiến hắn nhìn thấy lăng hàn ra quyền oanh đến hắn, nhưng ngay cả tư cách để hắn tăng cao lực chú ý cũng không có, chỉ là thăng nguyên cảnh, coi như đạt đến độ cao của chuẩn tiên vương thì đã làm sao. Mang theo chữ chuẩn, sức chiến đấu tuyệt đối không thể so với tiên vương chân chính. Oanh, công kích đánh tới, phát sinh xung kích đáng sợ, tên tiên vương kia nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, hắn ở mặt lực lượng lại không địch nổi đối phương, bị nổ đến liên tục rút lui, chỉ cảm thấy trong cơ thể sôi trào, khó chịu đến không cách nào hình dung làm sao có khả năng, hắn ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, người trẻ tuổi này vẫn không nhúc nhích, đầy mặt thong dong thật giống như một quyền oanh lùi một tên tiên vương chân chính, dưới cái nhìn của hắn là việc không ngạc nhiên chút nào, căn bản không đáng phấn chấn. Chỉ cả kinh sướng sở nháy mắt, các nàng nữ hoàng tiến vào vào bảo tháp. Ngươi là ai, tên tiên vương kia hỏi, tràn ngập kinh ngạc, sao người trẻ tuổi này lại nắm giữ sức chiến đấu kinh người như thế? Lăng Hàn mỉm cười, tại hạ Lăng Hàn, nơi này hiện tại quy về Lăng Minh ta hết thảy, người có phục không tên tiên vương kia đương nhiên sẽ không phục nhưng chỉ là lăng hàn liền có thể áp chế hắn huống chi đối phương còn có một tiên vương hắn do dự một chút nói kính xin các hạ chỉ giáo một chút đầu đối diện liền bị bức ép hắn không cam lòng hơn nữa sau này cũng không mặt mũi gặp người quá nhục a à. đến đây đi lăng hàn ngoác ngoác ngón tay tên tiên vương kia hít một hơi thật sâu hai tay mở rộng lấy ra một nhánh đại đạo ngưng tụ thành đại kiếm màu đen dài ba trượng tỏa ra ánh sáng chói mắt hắn nhìn lăng hàn sau đó một kiếm đâm tới oanh đại đạo hệ kim chấn động từng đạo từng đạo sát khí giật động lăng hàn không để ý chút nào vẫn đấm ra một quyền oanh một quyền đánh vào hắc kiếm nhất thời hắc kiếm đổ nát hóa thành mảnh vỡ bay múa đầy trời tên tiên vương kia liên tiếp lui về phía sau tới vách tường mới bị ép ngừng lại hắn khiếp sợ nhìn lăng hàn trong lòng dâng lên sóng to gió lớn nếu như nói trước hắn là coi thường lăng hàn như vậy lần này hắn xác thực toàn lực ứng phó nhưng vẫn không phải đối thủ của Lăng Hàn, thực lực chênh lệch rõ ràng đến không thể lại rõ ràng hơn. Lĩnh giáo, tên tiên vương kia nhìn Lăng Hàn chắp tay, lập tức tung người mà ra, nhanh chóng rời đi. Chỉ là một Lăng Hàn liền có thể nổ đến hắn không có sức lực chống đỡ, lại thêm nhu yêu nữ, vậy hắn tử chiến không lùi chỉ có một kết quả. Chết, hắn tới nơi này chinh chiến, một là vì trở nên càng mạnh hơn, hai là vì rời đi cái lồng này, sao sẵn lòng chết ở nơi đây. Lăng Hàn cười ha ha tên tiên vương này cũng coi như biết điều, bằng không hắn sẽ không ngại để tiên ma kiếm nhú máu. Hắn rất nhanh tìm tới chỗ then chốt khống chế bảo tháp, thần thức dò xét vào, lập tức liền có một đạo ý thức hóa thành hình người, lạnh lùng nhìn lăng hàn, uy thế như núi. Chuẩn tiên vương, cái này tự nhiên là một tiên vương, hơn nữa còn là tồn tại tầng 3, hắn có chút kinh ngạc, người nhổ nơi đóng quân của mình lại còn không có bước vào tiên vương cảnh. Chỉ là một chuẩn tiên vương, chẳng lẽ không sợ bị thần thức của mình chấn đến mức nát tan sao? Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, tại hạ Lăng Hàn, gặp qua tiên vương đại nhân, người cũng dám mơ ước nơi đóng quân của bản tọa tên tiên vương này rầm rầm nói, cực kỳ khí phách. Lăng Hàn thở dài, xem ra tên tiên vương này sẽ không dễ nói chuyện như cửu lạc. Hắn siết nắm đấm, tiên vương đại nhân, nếu thần thức của ngươi xuất hiện ở nơi này, vậy còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Được rồi, ít nói nhảm, mọi người đều rất bận, ra tay đi. Tên tiên vương kia không khỏi giận dữ, một tên chuẩn tiên vương nho nhỏ lại dám nói chuyện với mình như thế. Có điều, tồn tại có thể thành tựu tầng 3, hắn há có thể không có trí tuệ. Hắn khẽ nhíu mày, ngươi đúng là có chút bất phàm, tiên chủng này rất bất phàm. Đó là tự nhiên, đây là tiên chủng hoàn mỹ thuộc về ta. Lăng Hàn gật gù, không một chút khách khí nào, tên tiên vương kia ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, coi như người bất phàm, vậy cũng chỉ là chuẩn tiên vương. Hơn nữa, coi như người bước vào tiên vương cảnh, cách bản tọa cũng không biết tranh lệch bao xa, bản tọa muốn chân áp ngươi, một chiêu là đủ. Lăng Hàn cười ha ha, xin hỏi tiên vương, phong hào của ngươi là gì? Bản tỏa, U Sương, tên tiên vương kia ngạo nhiên nói. Lăng Hàn gật gù, được, kế tiếp ta liền nhìn chằm chằm nơi đóng quân của ngươi ra tay. U Sương tiên vương suýt chút nữa tức chết, tiểu tử này đến tột cùng là hung hăng đến cỡ nào? Hắn điềm nhiên nói, ngươi đã không có sau này. Hắn ra tay, tuy chỉ là một đạo thần niệm, có thể phát huy ra thực lực có hạn, nhưng dù sao cũng là tiên vương tầng 3, tùy ý một trường, liền xúc động lực lượng quy tắc đáng sợ, hóa thành vô số gai băng, loạn xạ ở trong thức hải của Lăng Hàn. Hừ, ở địa bàn của ta, có thể cho ngươi làm chủ sao? Thần niệm của Lăng Hàn cũng hóa thành hình thái bản thể, đánh tới u xương tiên vương, song quyền liền oanh, từng cái gai băng nhất thời bị đánh bạo. Ồ, lúc này u xương tiên vương mới giật nảy cả mình, tuy hắn chỉ là một đạo thần niệm, sức chiến đấu không bằng phần vạn của bản thể nhưng đủ để chấn áp tiên vương tầng một đỉnh cao bây giờ lại bị một tên chuẩn tiên vương cản lại đây là khó mà tin nổi cỡ nào lang hàn nhếch miệng nở nụ cười như thế nào sức chiến đấu vẫn được chứ u xương tiên vương ngừ một tiếng chỉ như thế nếu như bản thể của ta tự thân tới giết ngươi dễ như trở bàn tay lang hàn vẫy vẫy tay nếu như vậy tại hạ liền tuyệt đối không thể để sợi thần niệm này của ngươi trở lại u xương tiên vương suýt chút nữa bật cười tuy sức chiến đấu của Lăng Hàn không tinh yếu, nhưng muốn ngăn cản sợi thần niệm này trở về căn bản là chuyện không thể nào. Lại nói, hắn cũng không có dự định trở về bản thể, tặng nơi đóng quân cho Lăng Hàn. Tiểu tử, thành tựu tương lai của ngươi không thể đo lường, nhưng hung hăng như vậy, ngươi cũng không thể sống tới lúc ấy. U Sương Tiên Vương lại ra tay, hai tay nắm lên đại đạo hệ thủy hóa thành một cây trường thương, quét ngang về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn cổ động xong quyền đón nhận, chỉ cần không phải tiên binh chân chính, hắn tự nhiên không sợ trực tiếp va chạm. Chương 2754, đắc tội một vị tiên vương tầng 3. Âm, um, âm, um, âm um, hai người đại chiến, U Xương Tiên Vương cường hãn hơn nhiều, một tia thần niệm liền có thể trấn áp tiên vương tầng một đỉnh cao, sinh mệnh lũy thừa phỏng chừng đạt đến hơn 4600, cũng không thua kém Lăng Hàn bao nhiêu. Nhưng vấn đề là, U Xương Tiên Vương dù sao cũng chỉ là một đạo thần niệm, thuộc về bèo không dễ, lại có thể chiến đấu bao lâu? Non nữa ngày sau, u sương tiên vương phát hiện không ổn sức chiến đấu của hắn sắp tiêu hao hết không có bản thể tồn tại sức chiến đấu của hắn không được bổ sung nhưng lực lượng của lăng hàn cuồn cuộn không dứt hai người chiến đấu hoàn toàn là không công bằng hắn không muốn chết ở đây tuy đây đối với bản thể của hắn không có ảnh hưởng gì nhưng đạo thần niệm này thu được rất nhiều tin tức tỷ như lăng hàn yêu nghiệt như thế tuyệt đối phải đánh giết nếu không sẽ trở thành họa lớn Xeo, thân hình hắn chuyển động loạn lên muốn rời khỏi thức hải của lăng hàn Lăng Hàn hừ một tiếng, không trải qua sự đồng ý liền tiến vào thức hải của ta, hiện tại muốn đi. Nào có dễ dàng như thế, U Sương Tiên Vương cười gần, bản tọa muốn đi, người còn giữ được sao? Hắn cường thế đột phá, đang muốn xông ra thức hải của Lăng Hàn, nhưng mới vừa tới biên giới, lại đột nhiên đụng trở về, thật giống như có một bức tường vô hình đang ngăn cản. Bị ngăn cản, điểm ấy U Sương Tiên Vương cũng không ngoài ý muốn, đây là thức hải của Lăng Hàn, đối phương có thể một ý nghĩ động, vạn chướng lên. Nhưng then chốt là, hắn chính là tiên vương tầng 3, lang Hàn làm sao chặn được hắn. Lang Hàn nhanh chân mà đến, đã nói rồi, nếu như người khách khí, vậy tự nhiên có thể thong rong rời đi, nhưng muốn tìm đường chết, cùng ta chiến đấu lâu như vậy, hiện tại ngươi còn muốn rời đi. Thức hải của hắn là lấy bất diệt thiên kinh tu luyện thành, chủ động vận chuyển, đối với tiên vương tầng 1 mà nói chính là tồn tại vững chắc không thể lay động. Bản tỏa không tin, u xương tiên vương hét dài một tiếng, lần thứ hai xông ra. Lăng Hàn nào cho phép đối phương tùy ý làm như thế, thân hình đập ra, công về phía U Sương Tiên Vương, không cho hắn cơ hội xuất thủ. Hiện tại bọn họ đều là thần thức biến thành, không có chỗ yếu đáng nói, mà toàn thân đều là chỗ yếu, bị oanh một phát sẽ thương tổn một ít, dưới vô số lần công kích tích lũy, U Sương Tiêu Hào đã lớn đến để hắn duy trì hình dạng người cũng khó khăn, loạn tròa loạn choạng, trò, lúc nào cũng có thể tiêu tan. U Sương Tiên Vương gào thét, kỳ thực giá trị của đạo thần niệm này chính là mang về tin tức Đối với bản thể không có bất luận ảnh hưởng gì, nhưng Tiên Vương tầng 3 bị một chuẩn Tiên Vương chém xuống một tia thần niệm, điều này để hắn làm sao chịu nổi. Nhưng người ta mạnh hơn, hắn kêu gào làm sao cũng vô dụng, như trước đó Lăng Hàn từng nói, nếu như mới đầu hắn lựa chọn rời đi, vậy lấy sức chiến đấu toàn thịnh của hắn đương nhiên có thể làm được, nhưng đến hiện tại đã cùng đường bí lối, hắn còn muốn đi. Không thể, Lăng Hàn liên tục ra tay, tuy U Xương Tiên Vương cực kỳ ngoan cường chống lại, nhưng cái này thì có ích lợi gì? hắn cuối cùng bị chém xuống, phát ra tiếng gào không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Ở trung tâm phế tích, U Sương Tiên Vương đột nhiên ngẩn ra, suýt chút nữa bị một cây thanh đằng dài tới vạn trượng quét chúng. May là bên cạnh hắn còn có một tên Tiên Vương tầng 3, đúng lúc ra tay giúp đỡ, thay hắn hóa giải nguy cơ này, nếu không, hắn sẽ bị vết thương nhẹ. U Sương Đạo Huynh, người có chuyện gì thế? Một tên Tiên Vương khác hỏi, đang cùng cường địch ác chiến, người lại phân tâm. U Sương Tiên Vương hơi nhướng mày một tia thần niệm của bản tọa đột nhiên biến mất rồi. Một tên tiên vương khác cũng cau mày, lại có thể có người làm cho thần niệm của ngươi ngay cả trở về cũng không thể. U sương tiên vương gật đầu, bản tọa có thể cảm ứng được đến, sợi thần niệm này là ở nơi đóng quân phía ngoài xa nhất. Chẳng lẽ có tiên vương mạnh mẽ vòng tới phía sau chúng ta? Một tên tiên vương khác có chút khó mà tin nổi, tuy chỉ là một đạo thần niệm, nhưng sức chiến đấu đạt đến tầng một đỉnh cao, không phải tiên vương tầng hai không cách nào chém chết. Hiện tại nơi này chiến đấu kịch liệt như vậy, tiên vương tầng 2, tầng 3 đều là chủ lực tuyệt đối, thế lực nào còn có thể nhảy ra một tên tiên vương tầng 2 ra phía sau trộm tháp. Chiến đấu nơi này quan trọng, làm sao cũng phải hạ tòa bảo tháp này, sau đó sẽ đi xử lý chuyện kia. U Sương Tiên Vương nói, hai đại tiên vương đồng thời ngẩng đầu nhìn, ở trước bọn hắn là một tòa bảo tháp 18 tầng, toàn thân màu vàng, có thần quang dịu dàng. Nhưng trên bảo tháp còn quấn quanh một cây dây leo to lớn, dài vạn trượng, dễ cây vô số, mà hiện tại những dễ cây này đang đồng thời khai chiến với rất nhiều tiên vương, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Mà ở phụ cận ngàn dặm, còn có người một tòa bảo tháp như vậy, tương tự trình diễn ác chiến kịch liệt. Lăng Hàn chém xuống thần niệm của U Sương Tiên Vương, tự nhiên không chút khách khí lạc ấn một tia thần niệm của mình, thay vào đó, nhất thời, hắn cảm ứng được nơi đóng quân xa xôi, có một loại cộng hưởng không cách nào hình dung. Vù, hắc tháp lại nhẹ nhàng chấn động một chút, nếu như nói lần thứ nhất là trùng hợp, vậy lần thứ hai tuyệt đối là sự tình ra có nguyên nhân tại sao hắc tháp lại đột nhiên phản ứng lẽ nào nơi này có bảo vật để hắc tháp khôi phục sao không phải là không có khả năng nơi này có người nói có cơ duyên lớn xuất thế tiên chủng hoàn hảo chỉ là một cái trong đó còn có phương pháp có thể làm cho tiên vương bản địa rời đi lại thêm kiến trúc nơi này có thể để tiên vương tinh tiến nhanh chóng mãnh liệt như vậy có thứ tốt để hắc tháp khôi phục cũng không nhất định cấp bậc thiên tôn trong lòng lang hàn nhất thời ngứa ngáy cái này sẽ là cái gì Bốn người bọn họ ở lại nơi này, tới nửa đêm, lại có hào quang từ đỉnh tháp hạ xuống, mùi thơi đặc biệt lan tràn. Bốn người vội vã rút lấy chỗ tốt trong đó, ô, oh, đúng là có chút không giống. Hai tòa bảo tháp hô ứng, để bất kể là ánh sáng hay mùi thơm đặc biệt đều tăng lên rất nhiều, qua loa tính toán một hồi cũng có hai phần mười, chẳng trách vô số tiên vương quyết đánh xuống càng nhiều kiến trúc. Khi ánh sáng cùng mùi thơm đặc biệt đều biến mất, Lăng Hàn không khỏi chưa hết thòm thèm nói. Xem ra, chúng ta phải đánh xuống càng nhiều nơi đóng quân rồi." Ba nữ đều gật đầu, tương tự tràn đầy ý chí chiến đấu. Chương 2755, liền hạ mấy thành thượng. Chờ đám người Nghiêm Tiên lộ tới lại đi, bởi vì có biến hóa rõ ràng, đây căn bản không cần thông báo, đám người dị nên biết bọn người Lăng Hàn lại đặt xuống một nơi đóng quân, hơn nữa giữa hai người này có cộng hưởng kỳ diệu, xác định vị trí tuyệt không thành vấn đề, chỉ cần bọn người Lăng Hàn thoáng chờ thêm mấy ngày là được. Quả nhiên chỉ hai ngày sau, dị, nghiêm tiên lộ, hắc tân giác đã đến. Hiện tại trong bọn họ có 10 người sức chiến đấu cấp tiên vương, bởi vậy có thể hào khí một chút, mỗi nơi đóng quân để hai tên tiên vương chấn thủ. Lại đợi một ngày, sau khi hưởng thụ ánh sáng và mùi thơm đặc biệt tu luyện, bốn người lăng hàn lại thêm dị lên đường. Ngược lại đã kết thù với u xương tiên vương, bọn họ liền thẳng tắp đi tới, so với nhẹ nhàng đắc tội mấy tiên vương tầng 3, chẳng bằng nặng nề đắc tội một tên trong đó. Dọc theo đường đi có thật nhiều thực vật không có thanh trừ, thấp bé chỉ khoảng một thước, cao có tới mấy trăm trượng, giật động cành dài, phảng phất như một ma vật. Cái này chế tạo cho bọn người lăng hàn một chút phiền toái, nhưng dù sao đều là tiên vương, vẫn hữu kinh vô hiểm thông qua. Gần ba ngày sau, bọn họ tới trước một cung điện nhỏ bao vây ánh sáng xanh lục. Cung điện chỉ có một tầng, cao mười trượng, rộng trăm trượng, cửa điện mở ra, có hai nam tử tỏa chấn, bên trong lại không biết có bao nhiêu người. Nhìn thấy đám người lang hàn có hai tên tiên vương, hai người kia nhất thời biến sắc, vội vã hô to gọi nhỏ. Lập tức liền có một tên tiên vương xuất hiện, hắn ngăn chặn con đường vào cửa, lạnh lùng nhìn năm người lang hàn. Điện này đã có chủ nhân, phiền phức các người đổi đường đi. Chỉ cần hắn chiếm cứ lối vào, như vậy hắn có thể duy trì trạng thái sức chiến đấu toàn thịnh, tương tự là tiên vương tầng 1 lẽ nào còn không đánh lại hai đối thủ sức chiến đấu suy yếu gấp 10 lần. Dị nhanh chân đi tới, dơ dơ nắm đấm lên chúng ta chính là đến cướp địa bàn, đánh đi. Hắn xông ra ngoài, sức chiến đấu lập tức toàn mở, ra tay ác liệt. Bất quá mặc dù hắn là đế tinh, nhưng dù sao chỉ vừa mới bước vào tầng một, hơn nữa sức chiến đấu còn bị suy yếu gấp 10 lần, không cách nào ngang hàng vị tiên vương đối diện kia, làm sao cũng không cách nào đột phá. Tiểu khủng tiến lên, Lăng Hàn cười nói, ba ngày kỳ hạn sắp đến, hắn cũng không muốn lãng phí một lần cơ hội rút lấy ánh sáng và mùi thơm đặc biệt. Tiểu khủng nhào ra ngoài, nó không bị ánh sáng tím nơi này ảnh hưởng, sức chiến đấu không tổn hại, tự nhiên mạnh rối tinh rối mù. Tên tiên vương kia kinh hãi đến biến sắc, làm sao cũng không nghĩ tới sức chiến đấu của con tiểu thú này sẽ kinh người như vậy. Hắn lại không biết tiểu khủng không bị ánh sáng tím nơi này áp chế, thầm nghĩ nếu ở trong kiến trúc khai chiến, sức chiến đấu của tiểu khủng sẽ tăng lên bao nhiêu lần. Tiểu khủng phát huy, tên tiên vương kia đâu còn phương pháp thủ được, nhất thời bị cường thế đột tiến, đánh vào trong cung điện. Lần này, sức chiến đấu của dị hoàn toàn được phóng thích, thực lực cường đại của đế giả mãnh liệt mà ra, cùng tiểu khủng liên thủ, hai ba lần liền đánh bay tên tiên vương kia ra cung điện, thảm bại thoát thân mà đi. Lăng Hàn xe nhẹ chạy đường quen, hắn lần thứ hai tìm đến chỗ then chốt khống chế nơi này, sau đó giật động ra tinh thần lực của mình, chủ động dẫn sói vào nhà. Vù, một đạo thần niệm hóa hình, xuất hiện ở trong thức hải của Lăng Hàn, chính là U Sương Tiên Vương. Ơ, ờ, lại gặp mặt, Lăng Hàn chào hỏi, Sợi thần niệm này là U Sương Tiên Vương ở rất sớm trước đây liền lưu lại, không biết chuyện đã xảy ra sau này, tự nhiên cực kỳ mờ mịt, cái gì gọi là lại gặp mặt. Sau đó hắn liền giận tím mặt, chỉ là chuẩn tiên vương cũng dám động địa bàn của mình. Chỉ là chuẩn tiên vương, thực sự là tự tìm đường chết. Hắn khinh thường nói, phản ứng này hoàn toàn tương tự lần thứ nhất, không hổ là cùng một người, tính cách giống nhau, đáp lại giống nhau. Sắc mặt lăng của hàn có chút quái lạ, nếu như quét 10 nơi đóng quân của U Sương Tiên Vương, mỗi lần thần niệm của đối phương đều phản ứng như thế, có thể rất khôi hài hay không? Đến đánh đi, hắn cũng chẳng muốn phí lời. Trước đó tình cảnh này đã từng xảy ra một lần, tới một lần nữa lại có ý gì? Hắn chủ động giết ra, lấy tay bắt đến vài đạo quy tắc, hóa thành đao thương kiếm kích, đánh tới u xương tiên vương. Chỉ là chuẩn tiên vương lại nắm giữ nhiều quy tắc như vậy, người cũng thật bất phàm. U xương tiên vương nhíu mày, có vẻ hết sức kinh ngạc. Lang hàn thở dài, lời này ngươi đã nói rồi. U Sương Tiên Vương hừ một tiếng, tương tự khống chế quy tắc ác chiến với Lăng Hàn, thực lực của hắn siêu phàm thoát tục, Lăng Hàn hoàn toàn không có cách nào áp chế hắn, chỉ có thể trước tiên tiêu hao hết lực lượng của hắn, sau đó mới có thể xoắn diệt. Đánh một hồi, U Sương Tiên Vương liền khó nén khiếp sợ. Sức chiến đấu của chuẩn Tiên Vương lại có thể đạt đến mức độ như thế, người nhất định là được việt thế truyền thừa gì. Hắn đầy mặt động tâm, hận không thể để bản thể lập tức giết tới, cướp đoạt tất cả bí mật trên người Lăng Hàn. Lăng Hàn gật gù, cái phản ứng này lại mới nha, kỳ vọng lần sau nhổ nơi đóng quân thứ ba của ngươi, ngươi còn có thể có phản ứng khác. Hung hăng, U Sương Tiên Vương cười gần, phía sau giật động lên cuồng chiều vô biên, đánh về phía Lăng Hàn, mỗi một giọt nước đều ngưng tụ quy tắc đại đạo, bị đánh trúng một phát, thăng nguyên cảnh bảo đảm là ngay lập tức miểu sát. Lăng Hàn tự nhiên không sợ, tương tự vận chuyển quy tắc hệ thủy, hóa thành cự kiếm ngập trời, chém về phía cuồng chiều. Oanh, cuồng chiều bị chém ra, Lăng Hàn cường thế đột phá, bảo anh U Sương Tiên Vương. U Sương Tiên Vương kinh hãi, làm sao tiểu tử này thật giống như con run trong bụng mình vậy, bất luận mình ra chiêu làm sao, đối phương liền có thể lập tức nhằm vào, tựa như quen biết hắn mấy trăm triệu năm, hiểu rõ hắn như lòng bàn tay. Hắn đương nhiên sẽ không biết, Lăng Hàn đã cùng đạo thần niệm thứ nhất của hắn đánh thời gian rất lâu, tự nhiên cực kỳ hiểu rõ hắn, nhưng cho hắn mà nói, Lăng Hàn hoàn toàn xa lạ, để song phương ở vào vị trí không công bằng. Hai người ác chiến, U Sương Tiên Vương dần rơi xuống hạ phong, hắn từng chiêu từng thức đều bị Lăng Hàn nhằm vào, làm sao cũng không cách nào cứu vãn bại thế. chương 2756, liền hạ mấy thành hạ. U Sương Tiên Vương càng đánh càng hoảng sợ, mình thật giống như bị Lăng Hàn nghiên cứu triệt để, phản ứng gì cũng ở dưới nắm giữ của đối phương. Hắn lại nghĩ tới trước đó Lăng Hàn nói, lẽ nào đối phương thật đã nhổ một nơi đóng quân của mình. Không được, hắn phải trở về bản thể, tên tiểu tử này quá yêu nghiệt, trên người có bí mật lớn, nói không chắc bảo tàng vượt qua trung tâm phế tích cất giấu cái ý niệm này vừa lên hắn lập tức bỏ chạy một đạo thần niệm mà thôi tới lui tự nhiên lăng hàn cười ha ha hắn gậy ông đập lưng ông như thế nào sẽ cho u sương tiên vương chạy thức hải đã bị hắn bày xuống thiên la địa võng nếu như u sương tiên vương vừa tiến vào liền lập tức chạy ra vậy lăng hàn còn chưa hoàn thành bố trí ngăn cản không được nhưng đánh lâu như vậy u sương tiên vương còn muốn chạy chính là chuyện không thể nào sau chừng trăm chiêu lang hàn oanh vỡ đạo thần niệm này thần thức của mình lạc ấn tới nhất thời hắc tháp đúng như dự đoán nhúc nhích một chút cực kỳ vừa vặn vừa hoàn thành động tác này chỉ thấy trên đỉnh đầu có màu sắc đặc biệt bắn xuống mùi thơm tràn ngập trung tâm phế tích u sương tiên vương lần thứ hai ngẩn ra suýt chút nữa bị một sợi thủy đằng quất bay u sương đạo huynh ngươi lại làm sao tiên vương tầng 3 ở bên cạnh cao mày cái đồng minh này đến cùng vô căn cứ ra sao a à? bản tọa lại có một nơi đóng quân bị người chiếm u sương tiên vương trầm mặt nói tên tiên vương bên cạnh kia kinh ngạc lẽ nào là có người đang cố ý nhằm vào sao liên tục rút hai nơi đóng quân của u sương đây là đang gây hấn với hắn sao sau khi hạ tòa bảo tháp này bản tọa nhất định phải giết về u sương tiên vương uy nghiêm đáng sợ nói hư một tiếng phát thiết lửa giận trong lòng đến dây leo phía trước oanh hàn băng khí phấp phới sức chiến đấu của hắn cực kỳ khủng bố năm người lang hàn rút lấy chỗ tốt của ánh sáng cùng mùi thơm đặc biệt có ba tòa kiến trúc cộng hưởng, chỗ tốt tăng cường gần như 6 phần 10, cho dù chỉ có một nén hương thời gian, nhưng dùng thời gian lưu ra tốc tiến bộ của bọn họ là cực kỳ kinh người. Đương nhiên, dị không ở trong số này, hắn không có thời gian thể. Vào lúc này tu luyện, đối với ngưng tụ tiên trùng thật sự có chỗ tốt cực lớn, Lăng Hàn có loại cảm giác, lại tu luyện mấy trăm lần như thế, hắn hoàn toàn không cần đi tranh cướp viên tiên trùng hoàn mỹ kia, tiên trùng của mình tuyệt đối có thể đạt tới hoàn hảo. Nơi này có khả năng cất giấu bảo vật để hắc tháp thức tỉnh, nếu như ta chỉ có thực lực bây giờ, hoàn toàn không đủ để chiến đấu với tiên vương tầng 3, nhất định phải thành tựu tiên vương. Lại cho ta một chút thời gian, lang Hàn không muốn lãng phí thời gian, sau khi tu luyện xong, liền để dị lưu lại tỏa chấn, hắn mang theo ba nữ tiếp tục tiến lên, tranh thủ mỗi ba ngày hạ xuống một nơi đóng quân mới. Đương nhiên, những nơi đóng quân này khẳng định đều là địa bàn của U Sương Tiên Vương. Cái này nếu cho U Sương Tiên Vương biết, nhất định sẽ nổi giận lúc trước hắn hạ xuống những nơi đóng quân này tiêu tốn bao nhiêu công phu. Không chỉ cùng người tranh giành, hơn nữa quét dọn thực vật chiếm giữ ở trên kiến trúc cũng để hắn tiêu tốn to lớn, cái này có thể nói là lấy máu tươi đổi lấy. Bốn người lang hàn rất nhanh lại tìm tới một kiến trúc, không cần hỏi cũng biết, tiên vương chấn thủ ở trong tòa cung điện lúc trước liền chạy tới đây, hai đại tiên vương chắn cổng, muốn ngăn cản bốn người lang hàn, cái này tự nhiên là phí công, rất nhanh để bọn người lang hàn đột phá. Khi đi xóa thần niệm của U Sương Tiên Vương cũng như cũ, vị Tiên Vương này đầu tiên là cực kỳ ngạo mạn, đánh đánh liền phát hiện không hay muốn chuồn, kết quả tự nhiên là không thể thực hiện được, bị Lăng Hàn chấn diệt. Lần này, bọn người Lăng Hàn hơi chậm lại bước chân, chờ đám người nghiêm tiên lộ từ phía trước chạy tới. Bọn họ đợi 11 ngày, thời điểm đám người nghiêm tiên lộ tới, Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, đội ngũ của bọn họ lại cường đại hơn rất nhiều lần. Trong đội ngũ này, chẳng những có nghiêm tiên lộ, Phú Chu, còn có Vũ Hoàng, Kỳ vô danh, thích thiện tử, Già lan, lăng hàn nhìn lướt qua liền phát hiện, vũ hoàng, kỳ vô danh vẫn là chuẩn tiên vương, nhưng thích thiện tử cùng Già lan đã bước vào tiên vương, lấy tư chất đế tinh của bọn họ thành tựu tiên vương tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. hắn đi ra ngoài đón, mời mọi người tiến vào cung điện. Sau khi tâm sự, mới biết đám người vũ hoàng cùng kỳ vô danh là ở biên giới phế thích gặp gỡ, bọn họ nghe nói sự tình của phế thích này, liền dự định liên thủ đặt xuống mấy nơi đóng quân vui đùa một chút kết quả cái thứ nhất gặp phải chính là địa phương đám người nghiêm tiên lộ tỏa chấn, lẫn nhau nói chuyện, tự nhiên là không đánh nữa. Ha ha, hiện tại chúng ta binh cường mã tráng, mau mau đi chiếm địa bàn A. Lang Hàn cười nói, tất cả mọi người ngạo nhiên gật đầu, đừng xem nơi này còn có mấy chuẩn tiên vương, nhưng tư chất đều là đế tinh, tương lai tất nhiên thành tiên vương tầng 9, làm sao sẽ để tiên vương tầng 3 ở trong mắt. Cho dù hiện tại không bằng, vậy cũng không cần quá lâu, bọn họ liền có thể đuổi theo, không sợ những cái gọi là bá chủ này. Ở trước khi lên đường, Lăng Hàn muốn biết sức chiến đấu của mọi người một chút, Vũ Hoàng cùng kỳ vô danh không hẹn mà giống như hắn, muốn lấy tinh hoa của ngàn vạn tiên chủng lại ngưng tụ thành tiên chủng của mình, tuy vẫn không có chân chính hình thành tiên chủng, nhưng sinh mệnh lũy thừa đều đột phá 5.000 điểm, một cái cao tới 5 bốn, một khác càng mạnh đến 5.000 năm. Mặt khác, thích thiện tử cùng già lan ở dưới kỳ vô danh chỉ điểm, cũng có dự tính như vậy, nhưng vậy thì sẽ có hạn chế, Bọn họ rất nhanh liền đi đến cuối ở trên con đường này, tuy xác thực lấy tinh hoa của mấy viên tiên trùng, nhưng đếm kỹ cũng không phải rất nhiều, không cách nào so với bọn người kỳ vô danh, lăng hàn. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ đột phá tiên vương, sức chiến đấu cũng cực kỳ khủng bố, sinh mệnh lũy thừa đều đạt đến 6 hai, đây chính là sức chiến đấu của tiên vương tầng 2. Hiện tại hai người này tự nhiên là người mạnh nhất trong đội ngũ, dưới chính là đám người lăng hàn, nữ hoàng, kỳ vô danh, sinh mệnh lũy thừa đều ở 5.000 năm, năm ngàn sáu. Lưu lại phú chu tỏa chấn nơi này, bọn họ minh mông cuồn cuộn xuất phát, tiếp tục càn quét. chương 2757, đội ngũ lớn mạnh. Hiện tại đội hình của bọn họ muốn đánh nơi đóng quân nào không phải chuyện dễ dàng. Tiên vương tầng 2, tầng 3 đều ở trung tâm phế tích đại chiến, tỏa chấn nơi này đều chỉ là tiên vương tầng 1, làm sao chặn được bọn người lăng hàn. Bọn họ rất nhanh hạ xuống nơi đóng quân thứ 5, xa xôi, ở trung tâm phế tích, u xương tiên vương một tên tiên vương tầng ba khác. Bọn người lăng hàn ở đây tu sửa một hồi, thời gian tiếp xúc ánh sáng tím quá dài, thân thể của bọn họ cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn, để bọn họ trở nên mệt nhọc, thậm chí tu vi rút lui. Không nghĩ tới, ở chỗ này tu sửa một lúc, đội ngũ của bọn họ lại mở rộng. Hỏa phù dung bất ngờ xuất hiện, nàng giống lăng hàn, kỳ vô danh, tuy vẫn là chuẩn tiên vương, nhưng sinh mệnh lũy thừa bão tố 5.000 năm trở lên, cụ thể là bao nhiêu liền không rõ ràng, ngược lại rất mạnh là được. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, xem ra Thiên Tôn lúc trước đều là như thế đột phá, mới sẽ để vãn bối của mình đi con đường như vậy, mà tuy Kỷ Vô Danh không có bối cảnh Thiên Tôn, nhưng làm Tiên Vương mạnh nhất nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có lý giải của hắn. May là Đông Phương Duệ, Huyền Vinh không có đi theo phía sau Hỏa Phù Dung, bằng không Lăng Hàn là tuyệt đối không cho phép hai người bọn họ gia nhập đội ngũ của mình. Hỏa Phù Dung vẫn như một bé gái như cũ, nhưng tản mát ra khí tức cực kỳ khủng bố, ngay cả Kỷ Vô Danh cũng không muốn tới gần nàng còn chỉ là chuẩn tiên vương, nếu như thật bước vào tiên vương vị, lại sẽ cường đại đến mức độ cỡ nào. Bọn họ hơi nghỉ ngơi, sau đó lần thứ hai xuất phát, dễ như ăn cháo liền đặt xuống nơi đóng quân thứ sáu. Có điều, vận may của bọn họ cũng chấm dứt ở đây, rất nhanh Lăng Hàn liền phát hiện, nơi đóng quân thứ nhất cùng hắn mất đi liên hệ, sợi thần niệm kia của hắn rất nhanh trở về, cho hắn biết, có một phương thế lực phát động ba tên tiên vương, oanh bãi tân giác, cũng xóa đi thần niệm của hắn đối phương còn xuất động một tên tiên vương tầng 2, lúc này mới để thần niệm mà Lăng Hàn lưu lại cũng không địch nổi, nhưng vẫn trốn được, mang theo tin tức trở về, bằng không phải chờ hát tân giác lại đây, ngay mặt nói rõ ràng. Lăng Hàn không khỏi thở dài, bọn họ ở phía sau tịch thu người khác, cũng khó tránh khỏi bị người tóm lấy phía sau, cái này là chuyện không có biện pháp. Không thể nuốt cái thiệt thòi này, đánh trở lại, tất cả mọi người quát gọi, trong bọn họ người nào có thể chịu thiệt. Không phải đế tinh chính là đế giả, thậm chí còn có siêu cấp đế tinh chỉ có phần bọn họ bắt nạt người khác a à. đánh trở lại lang hàn cũng gật đầu lần này nhất định phải đánh đau người khác để người ta biết địa bàn của bọn họ là không thể động phải chiến một trận dựng uy bọn họ lưu lại một người tỏa trấn nơi này những người khác thì giết trở lại đương nhiên bọn họ cũng không có lãng phí chỗ tốt mỗi ba ngày một lần thời điểm sắp tới liền ở trong nơi đóng quân của mình nghỉ ngơi khoảng chừng nửa ngày một là tu luyện hai là điều trị thân thể dù sao ánh sáng tím là rất chán ghét sau mười mấy ngày, bọn họ đi tới nơi đóng quân thứ nhất lúc trước vốn thuộc về bọn họ. Nơi này, có một vị tiên vương tầng hai tỏa chấn, căn bản không che đậy bản thân mạnh mẽ, xa xa liền có thể nhìn thấy trên lầu cao có ánh sáng hai màu đặc biệt giật độc. Đây là cảnh cáo, tiên vương tầng một tuyệt đối không nên đi tìm cái chết. Ở dưới áp chế của ánh sáng tím, tiên vương tầng một căn bản không phải đối thủ của tiên vương tầng hai, thuấn sát cũng có khả năng, trốn cũng trốn không thoát. Già Lan cùng thích thiện tử liên thủ mà ra, Nơi này chỉ có hai người bọn họ sức chiến đấu đạt đến tầng 2, tự nhiên là bọn họ chủ công. Hai người ăn một viên hàng tử quả, lập tức không nhìn áp chế của ánh sáng tím, giết vào trong lầu cao. Dưới một phen ác chiến, Tiên Vương tầng 2 tỏa trấn bị trục xuất, nơi đóng quân này quay về tay đám người Lăng Hàn. Lăng Hàn lạc ấn xuống thần niệm của mình, cũng tuyên cáo nơi này chân chính lại thuộc về bọn họ. Tiên Vương tầng 2 kia thuộc thế lực nào? An Minh Tiên Vương, lúc trước hắn phái người hạ nơi này Kết quả gặp phải Lăng Hàn chặn ngang một chân, nhưng không muốn cứ như vậy bỏ qua, phát động một vị Tiên Vương tầng 2 đến, vốn tưởng rằng nắm chắc, không nghĩ tới thực lực của đám người Lăng Hàn cũng tăng vọt rất nhiều, cái mông của bọn họ vẫn không có ngồi nóng lại bị đuổi trở lại. Chúng ta có nên bẫy Tiên Vương một chút không? Tất cả mọi người cảm thấy không nên tiện nghi an minh Tiên Vương như vậy, làm sao cũng phải đẩy đi bảy, tám nơi đóng quân của hắn mới có thể hả giận. Bọn họ đều là người coi trời bằng vung, một người ồn ào, những người khác liền không phản đối bọn họ liền đổi đường, bắt đầu đẩy nhà của An Minh Tiên Vương. Lấy thực lực của bọn họ, ngăn ngắn mười mấy ngày liền hạ bốn thành, để An Minh Tiên Vương ở xa xôi suýt chút nữa nổi giật, nhưng chiến sự phía trước quá nghiêm túc, cho dù rút ra một tên Tiên Vương tầng 2 cũng làm cho hắn áp lực rất lớn, làm sao có khả năng tự mình giết tới. Cái khó chịu thiệt thòi này, hắn không nuốt cũng phải nuốt. Hiện tại bọn người Lăng Hàn đã chiếm cứ 10 nơi đóng quân, đều là kiến trúc khu vực bên ngoài, mà bọn họ cũng phát hiện, số lượng tăng nhiều đã không cách nào tăng lên chỗ tốt của ánh sáng và mùi thơm đặc biệt. Xem ra, chín nơi đóng quân chính là cực hạn, kế tiếp chỉ có đạt được kiến trúc ở trung tâm phế tích, mới có thể để chỗ tốt tiếp tục phóng to. Đoàn người Lăng Hàn đạt thành nhận thức chung, bọn họ không muốn lại chiếm cứ càng nhiều nơi đóng quân, mà nên thọc sâu. Vẫn là nhìn chằm chằm u xương tiên vương ra tay A. Hạ an minh tiên vương năm nơi đóng quân, chỉ là cảnh cáo vị tiên vương này, bọn họ là không dễ trêu nếu mục đích này đã đạt thành, Vậy tự nhiên còn phải quay đầu lại tiếp tục nhằm vào U Xương Tiên Vương, ai bảo Lăng Hàn thù ra chứ. Bọn họ thay đổi miệng thương, tiếp tục tiến lên, lại hạ U Xương Tiên Vương mấy nơi đóng quân, rốt cuộc để vị tiên vương này không thể nhịn được nữa, bởi vì chín nơi đóng quân vừa vặn có thể để cho chỗ tốt của mùi thơm, ánh sáng đặc biệt sử dụng tốt nhất, số lượng nhiều cũng vô dụng, vì lẽ đó phía trước mất một ít nơi đóng quân tuy để U Xương Tiên Vương khó chịu, nhưng còn trong phạm vi có thể khống chế. Chương 2758, bị bức lui nhưng lại làm mất đi mấy nơi đóng quân, số lượng nơi đóng quân khống chế ở trong tay U Sương Tiên Vương liền ít hơn 9 tòa, như vậy sao được? Hắn rút ra hai tên Tiên Vương tầng 2 trở về tòa trấn, cùng bọn người lăng hàn triển khai ác chiến. Lần này chiến đấu cực kỳ kịch liệt, song phương đều đánh nhau thật tình, nhưng cuối cùng vẫn lấy nhóm lăng hàn lui lại kết thúc. Hết cách rồi, tùy bọn người lăng hàn cũng có hai vị sức chiến đấu tiên vương tầng 2, nhưng sinh mệnh lũy thừa dù sao chỉ khoảng chừng 6 hai ở trong tiên vương tầng 2 là không cách nào xếp tới trước, mà hai tên tiên vương của U Sương tiên vương hẳn là tồn tại trung kỳ thậm chí hậu kỳ, lại thêm tốt xấu gì cũng là hoàng giả, sức chiến đấu vượt xa. Bọn người lăng hàn lui trở về một nơi đóng quân, đều nghỉ ngơi dưỡng sức, tăng cao thực lực, chuẩn bị lại tới lần nữa. Muốn tiếp tục tiến lên, một là thích thiện tử cùng già lan ở tầng 1 đi càng xa hơn, nếu bọn họ đạt đến tầng 1 đỉnh cao. Vậy sức chiến đấu phỏng chừng có thể đạt đến tầng 2 đỉnh cao, cái này tự nhiên đủ để khinh thường tầng 2. Hai là, nhóm cường giả lăng hàn, hỏa phù dung bước vào tiên vương cảnh, vậy sức chiến đấu của bọn họ khẳng định trực tiếp bão tố đến tầng 2 hậu kỳ thậm chí đỉnh cao. Bọn họ liền nhịn xuống, ở nơi đóng quân tích cực tu luyện, đều đang liều mạng tăng cao thực lực. Đám người lăng hàn, kỷ vô danh, hỏa phù dung đều thả ra thiên kiến bẻ phái, không hề bảo lưu mà thảo luận, cho rằng bọn họ xúc tích tiên trùng sát thực tiếp cận hoàn mỹ cho dù không có tiên chủng hoàn mỹ kia cũng có thể lấy tư thái mạnh nhất bước vào tiên vương cảnh. Dù sao, cái gọi là mạnh nhất kia cũng chỉ là thiên địa xúc tích, với thiên địa mà nói là mạnh nhất, nhưng với mỗi người mà nói, hoàn toàn thích hợp bản thân mới thật sự là trí cường. Mấy người xác nhận, sau đó quyết định ở ngay đây tu luyện, cho đến khi tiên chủng 10 phân vẹn 10, bọn họ liền đột phá tiên vương. Có thể, nhưng ánh sáng, mùi thơm đặc biệt này chính là tiên chủng hoàn mỹ. Bọn họ có suy đoán như vậy, bọn họ quyết tâm, tĩnh khí, rất nhanh, 300 năm qua đi, khoảng cách vạn năm kỳ hạn chỉ còn ngàn năm, chiến sự phía trước càng thêm kịch liệt tiên vương đều đẫm máu hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy trời giáng mưa máu thiên địa tiếc thương đám người lăng hàn không để ý đến chuyện bên ngoài tích cực cố gắng tu luyện bọn họ sẽ ở trước kỳ hạn vạn năm đột phá tham dự đại chiến cuối cùng nhưng vào lúc này bình tĩnh bị đánh phá lăn ra đây cho ta có người ở bên ngoài quát gọi công kích ngạo mạn cũng công kích xem thường đám người lăng hàn vừa vặn lấy ánh sáng và mùi thơm đặc biệt tu luyện hoàn tất nghe vậy nhìn lẫn nhau thầm nghĩ cái này là ai đột nhiên giết tới cửa. Làm sao có chút quen tai nhỉ? Bọn họ đi tới cửa cung biệt, lấy bọn họ kiêu ngạo căn bản khinh thường đóng cổng chiến đấu. Ồ, có 7 người liên thủ giết tới, cầm đầu chính là hai tên tiên vương tầng 2, quấn quanh tiên quang hai màu, cực kỳ lóa mắt. Ngoài ra còn có 4 tên tiên vương tầng 1, khí thức đều vô cùng mạnh mẽ, hẳn đều là tầng 1 đỉnh cao, chỉ có một người không có bước vào tiên vương cảnh, chỉ là chuẩn tiên vương mà thôi nhưng tên chuẩn tiên vương này lại để đám người Lăng Hàn kinh ngạc. Đông Phương Duệ, hắn lại trộn lẫn với U Sương tiên vương. Lăng Hàn, Đông Phương Duệ mở miệng, trên mặt mang theo vẻ trào phúng. Ngày hôm nay chính là ngày chém đầu ngươi. Lăng Hàn diếu cợt, ngươi là ăn nhiều đan dược quá, đầu óc không bình thường sao. Đông Phương Duệ biết Lăng Hàn miệng tiện, tự nhiên sẽ không nổi giận, điểm ấy hàm dưỡng hắn còn có. Hắn nhìn về phía đám người hỏa phù dung nói, chư vị, nể tình cùng là của người tiên vực, kính xin mọi người không nên nhúng tay, miễn tổn thương hỏa khí. Lời này hắn chủ yếu là nói với hỏa phù dung, người ta được xưng vạn cổ đệ nhất tiên, tương tự có bối cảnh cấp bậc thiên tôn. Hỏa phù dung cực kỳ xem thường, đông phương duệ, người thực sự là càng sống càng trở lại, đánh nhau cùng cấp lại còn muốn tìm giúp đỡ, thực sự là để phong tình đại nhân hổ thẹn. Đông phương duệ cũng không cho là nhục, mà cười ha ha. Ta cùng U Sương Đại Nhân đạt thành nhận thức chung, U Sương Đại Nhân sẽ thay ta tranh cướp tiên chủng hoàn mỹ kia, mà coi như hồi báo, chờ rời đi tiên lộ, U Sương Đại Nhân sẽ được ra phụ chỉ điểm, thành tựu tiên vương tầng 9 là điều chắc chắn. Hỏa Phù Dung chẳng muốn cùng hắn lãng phí nước miếng, giơ dơ, dơ tay áo, không phản ứng nữa. Lăng Hàn, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Đông Phương Duệ uy nghiêm đáng sợ nói, Lăng Hàn đã thành một khối tâm ma của hắn, nhất định phải gạt bỏ. Thích thiện tử nhìn lại kỳ vô danh, ở đây chỉ có hắn cùng già lan mới có thể đối kháng tiên vương tầng 2, nếu như bọn họ không ra tay, vậy Lăng Hàn chỉ có con đường trốn. Kỳ vô danh gật gù, có thể giết liền giết, không cần lưu tình. Thời khắc này, hắn lại thành ma Phật, kính xin hai vị đại nhân ra tay. Đông Phương rổi quay đầu nói với hai tên tiên vương tầng 2 ở bên người. Hai người này cũng không dám bắt bí cái giá, dù sao đây chính là con trai độc nhất của một vị thiên tôn, bọn họ trước cũng không biết có thiên tôn tồn tại, nhưng chỉ cần biết thiên tôn còn muốn châu bò hơn tiên vương tầng 9 liền được. Chúng ta nhất định sẽ không để Duệ thiếu thất vọng." Hai tên tiên vương này nói, cho Đông Phương Duệ đủ mặt mũi. Bọn họ nhanh chân mà ra, áp sát về phía cung điện. Thích Thiện Tử Dũng cảm đứng ra, che ở trước Lăng Hàn, mà Già Lan do dự một chút, cũng lựa chọn cùng Thích Thiện Tử đứng sóng vai. Hai đại tiên vương đối diện tự nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không kỳ quái hai người Thích Thiện Tử xuất hiện, bọn họ cũng không chút khách khí ra tay, oanh, đại đạo hóa thành binh khí ở trong tay bọn họ tỏa ra tiên mang vô tận đánh tới hai người thích thiện tử thích thiện tử cùng già lan toàn lực ứng phó cùng hai đại tiên vương ác chiến có điều hai đại tiên vương này rõ ràng càng mạnh hơn lại ăn hàng từ quả rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong đè đánh thích thiện tử cùng già lan tuy thủ thắng không phải chuyện thoáng qua nhưng tuyệt đối sẽ không cần thời gian quá lâu chỉ non nữa ngày sau thích thiện tử cùng già lan liền hoàn toàn tan tác hai đại tiên vương tầng hai giết tới làm cho đám người lăng hàn chỉ có thể lui lại chương 2759, Lăng Hàn đột phá. Bọn họ tứ tán mà đi, chờ vùng thoát khỏi hai vị tiên vương tầng 2 mới hội hợp ở trước một nơi đóng quân. Tiệc vui chóng tàn, bọn họ ở đây mới đợi 5 ngày, liền thấy Đông Phương Duệ cùng hai tên tiên vương tầng 2 lại giết tới. Mọi người không địch lại, không thể làm gì khác hơn là chạy nữa. Ngăn ngắn trong vòng mười mấy ngày, bọn họ bị đuổi đến Đông Bôn Tây Bào, nơi đóng quân cũng một tòa tiếp theo một tòa thất lạc, để tất cả mọi người kìm nén đủ bực bội ta muốn đột phá, Lăng Hàn nói, tiên trùng lạc ấn trong cơ thể Lăng Hàn nguyên bản tiếp cận hoàn mỹ, thậm chí đã hoàn mỹ, chỉ là hắn vẫn không có bước thiết nhất định phải thành tiên vương, bởi vậy mới không có đột phá. Nhưng liên tiếp bị Đông Phương Duệ mang theo hai tên tiên vương truy sát, để hắn động nộ. Điều này làm cho hắn sản sinh nguyện vọng muốn đột phá mãnh liệt, hắn muốn thành tựu tiên vương, sau đó treo đánh mấy tên khốn kiếp kia. Tiên chủng của hắn đã hoàn mỹ, không cần lại đi mượt mà, chỉ là thành tựu tiên vương quá trọng đại, không còn đường quay đầu có thể đi mới để hắn thận trọng chậm chạp không có bước ra bước đi này nhưng tính cách của lăng hàn một khi quyết định hắn sẽ không lại có thêm bất luận do dự gì hắn lập tức đột phá thả ra tu vi khí thức của hắn nhất thời tăng lên vô hạn trên đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn có chớp giật đan dày rực cháy thiên kiếp đang hình thành đây là tiên vương kiếp nhưng bởi vì lăng hàn quá mạnh mẽ nên này hoàn toàn không giống như tiên vương mới lên cấp mà là tầng 2 loảng xoảng chấp giật đánh xuống, hóa thành một người khổng lồ, tay cầm lợi kiếm, chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn hét dài một tiếng, không sợ đón nhận. Mặt khác, hắn còn muốn thực hóa tiên trùng lạc ấn ở trong óc, biến thành hạt giống chân chính, sau đó mượn lực lượng thiên kiếp đề cao, có thể trưởng thành đến mức nào, liền xem thiên phú cùng vận may của hắn. Đây là lúc tiên vương trưởng thành nhanh nhất, qua giai đoạn này, vậy liền phải từ từ đi. Lăng Hàn triển khai thời gian tiên thể, nửa ngày này đối với hắn mà nói quá trọng yếu, không chỉ khoảng khắc cũng không thể lãng phí, hơn nữa còn phải nghĩ tất cả biện pháp kéo dài. Oanh, hắn lập tức bị Thiên Kiếp bắn trúng, cả người biến mất, trên đất thêm ra một hố to, sâu đến trăm trượng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lăng Hàn lập tức từ dưới nền đất chạy ra, xông thẳng lên trời, nghịch thiên mà chiến. Ở đây độ Thiên Kiếp, đối với Lăng Hàn mà nói kỳ thực rất chịu thiệt, bởi vì dưới áp chế của ánh sáng tím, để sức chiến đấu của Lăng Hàn rơi xuống 10 lần, căn bản không phải đối thủ của Thiên Kiếp, hắn biết rõ điểm ấy nhưng còn muốn ở chỗ này đột phá, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Điều kiện càng gian nan, như thế mà đi, đột phá đạt được thành tựu sẽ càng lớn. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng muốn biết, ánh sáng tím quấy dày hắn độ thiên kiếp, có thể bị thiên địa nhầm vào hay không. Bởi vì những ánh sáng tím này có người nói đều là những thực vật kia phát ra, nếu như bị thiên địa nhầm vào, vậy những thực vật này cũng phải độ kiếp. Mà trung tâm phế tích, lượng lớn tiên vương cũng đang cùng những thực vật này chiến đấu, bọn họ có phải là cũng bị cuốn vào hay không? Tình cảnh này liền náo nhiệt, đáng tiếc, tuy ánh sáng tím ảnh hưởng lăng hàn, nhưng thiên địa không có nổi giận, hạ thiên kiếp với những thực vật kia, để lăng hàn có chút thất vọng. Lăng hàn toàn lực đối kháng thiên kiếp, nếu không thì, lực lượng thiên kiếp cấp bậc tiên vương tầng 2 thậm chí có thể giết hắn, hắn thích mạo hiểm là thật sự, nhưng tuyệt đối không có dự định chịu chết. Một bên khác, hắn ở trong óc gia tốc lạc ấn tiên trùng hình thành. Âm âm âm, thiên kiếp phát huy, như không muốn để cho tên yêu nghiệt lang hàn này đột phá từng đạo từng đạo chấp giật cấp tốc đánh xuống lôi đình đại đạo giật động chém về phía lang hàn lăng hàn không giận không sợ hãi chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình hắn bị thiên kiếp phách đến như dơm giả dạ trôi tới trôi lui cả người che kín vết thương nhìn từ ngoài hắn như một đoạn gỗ cháy khí tức sự sống yếu đến trình độ cao nhất như muốn vẫn lạc lạc ấn tiên chủng do vô số đường nét tạo thành vô cùng phức tạp mà hiện tại chỉ kém một đường cuối cùng bù đắp một đường này, vậy liền không còn là lạc ấn, mà là tiên chủng chân chính. Soảng soảng soảng, thiên kiếp càng ngày càng cấp tốc, một khi lăng hàn đột phá, mạnh mẽ của hắn tất nhiên sẽ đánh phá một loại cân bằng nào đó, vì lẽ đó thiên địa nhất định phải ngăn cản. Vô số cự nhân lôi đình vây quanh lăng hàn, không ngừng dùng lôi kiếm chém, điện mâu đâm, lôi đao chém, quyết đánh giết hắn. Lăng hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, cưỡng ép tăng lên sức phòng ngự của mình, sau đó hoàn toàn từ bỏ chống lại, hết sức chăm chú vẽ nét cuối cùng đừng xem chỉ là một bút cuối cùng, nhưng nếu một bút này không rơi vào vị trí chính xác, như vậy Lăng Hàn thành tiểu tiên vương ở mặt chiến lực ít nhất sẽ rơi xuống gấp 10 lần. Chính vì then chốt như thế, Lăng Hàn mới đặt tất cả tinh lực ở trên ngưng tụ thành lạc ấn tiên trùng, đây là thời điểm mấu chốt nhất. Hắn lấy thần thức dẫn dắt, một sợi đại đạo trói mắt bóng dương hình thành, bắt đầu liên tiếp hai tiết điểm cuối cùng, hoàn thành hình thức ban đầu của tiên trùng. Oanh, hắn tản mát ra khí thế quả thực không gì sánh kịp, thật giống như khe khẽ rung lên liền có thể ép ngôi sao thành mảnh vỡ. Xa xa, đám người kỳ vô danh, nữ hoàng đều vây xem. Tên này xác thực siêu phàm, thích hiện tử lộ ra kinh sợ, vừa mới đột phá tiên vương, nhưng uy lực của thiên kiếp đủ để sánh ngang tầng 2, nếu không tận mắt nhìn thấy, thực sự là không cách nào tưởng tượng. Kỳ vô danh không nói gì, nhưng trong hai mắt chiến ý dâng trào. Hỏa phù dung lắc đầu, chỗ yêu nghiệt của tiểu tử này vẫn không có bày ra, ta có loại cảm giác, chỗ mạnh mẽ nhất của hắn ở thể thuật, mà không phải lực lượng quy tắc. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người kinh hãi. Phải biết, Lăng Hàn vừa tiến vào tiên vương thì có đại kiếp tương đương với tầng 2 hạ xuống, nói rõ sức chiến đấu của hắn cực kỳ đáng sợ, nhưng lại còn nói, đây không phải lực lượng mạnh nhất của Lăng Hàn, khiến người ta làm sao tin tưởng. Nhưng lời này là hỏa phù dung nói, ai dám không tin. Nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ đều lộ ra vẻ ngạo nghế, lăng hàn có thể vận dụng lực lượng bản nguyên chỉ có thiên tôn mới có thể chạm vượt xa mức độ quy tắc tự nhiên cực kỳ châu bò xoảng 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 thiên kiếp càng ngày càng mãnh liệt thể phải đánh giết lăng hàn